Các vị khán giả, chúng ta vẫn còn nhớ mười mấy năm trước, thậm chí là 20 năm trước, chúng ta thường nhìn thấy trên báo, trên tạp chí, cả trên tivi cũng thường nhìn thấy một câu nói: trẻ con thời nay là tiểu hoàng đế, tiểu công chúa. Và giờ đã 20 năm trôi qua, nói cho các vị biết, tiểu công chúa, tiểu hoàng đế đều đã trưởng thành. Giờ ra sao rồi? Đã trở thành hoàng đế thật sự rồi, đã thành người có thể lấy cả cuộc sống của chúng ta. Những đứa trẻ này sao lại trở nên như vậy? Gia đình này đến từ Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc. Con gái của họ đạt giải nhất, giải nhì cuộc thi văn toàn quốc, là tài nữ, có tài. Nhưng cuối cùng thì thế nào? Người mẹ phải quỳ dưới đất nói với con gái: giờ con cần mẹ hay cần tivi? Đứa con này nói: con cần tivi. Ba với mẹ chết sớm đi, căn nhà này sẽ là của con. Chúng ta nghe được điều này. Giờ chúng ta hãy nghe kỹ cuộc phỏng vấn dưới đây, để chúng tôi giới thiệu về gia đình này một chút. Ba mẹ, vợ chồng nhà này đều là nhân công về hưu, cuộc sống không hề giàu có một chút nào. Cha mẹ của hai vợ chồng đều sức khỏe yếu, sức khỏe của cả hai vợ chồng cũng vậy. Đã từ lâu họ không hề bước lên cầu thang. Vì sao vậy? Thời gian trước đây họ bị bệnh phổi, cả hai vợ chồng đều bị bệnh đó. Trong một gia đình có hoàn cảnh như thế, mỗi tháng cả nhà đều phải dựa vào hơn 1.000 tệ của người mẹ này nuôi sống 6-7 người. Người mẹ này thật không dễ dàng chút nào. Một gia đình như thế, chúng ta thử nghĩ xem họ dạy dỗ con cái của mình như thế nào. Con gái một: tôi là một người mẹ có tội, không biết cách dạy con. Hỡi các bậc cha mẹ đang ngồi ở đây, nếu các vị đang có những vấn đề giống như tôi, thì xin các vị hãy nhanh chóng sửa đổi. Tôi đã sai rồi. Nếu các vị không chịu sửa đổi thì con cái của các vị sẽ có hậu quả như con của tôi vậy. Đứa con này của tôi, vì chúng tôi đến tuổi trung niên mới sinh được nó, vì vậy nên chúng tôi rất yêu thương nó và đặc biệt là cưng chiều nó, tức là lúc con tổ chức sinh nhật. Mà kể cả không phải là sinh nhật của nó, nó muốn ăn KFC thì chắc chắn chúng tôi sẽ phải bất kể thời tiết như thế nào, bất kể mưa to gió lớn tuyết rơi thế nào, chúng tôi cũng phải đi mua KFC về cho nó ăn, chỉ để nó được ăn món nó thích. Chúng tôi cho rằng làm như thế là yêu con, là thương con. Lúc ăn cơm thì người lớn, bao gồm ông bà và chúng tôi là cha mẹ, đều gấp thức ăn vào chén cho nó, đem tất cả những món ngon nhất để trước mặt nó. Chúng tôi còn nhớ ngày đầu tiên luận đàm với mọi người có nói: hiện nay luân thường đạo lý đảo lộn thế nào? Các bạn nhìn ông nội xem, càng nhìn càng giống người cháu, còn đứa cháu thì càng nghĩ lại càng giống ông nội hơn. Có phải là tiểu hoàng đế không? Đúng là như vậy. Các bạn nói xem như thế thì có gì không tốt? Gia đình này đã cho chúng ta thấy rồi đây. Mọi người hãy tiếp tục lắng nghe mới có thể hiểu rõ khổ nạn của gia đình chúng ta đến từ đâu. Chúng ta thử hỏi người bố xem nha. Lúc đó ngoài trời đang mưa to đúng không? Dẫn đi mua KFC cho con. Đúng vậy. Năm nào cũng tổ chức sinh nhật cho con. Nhưng năm đó trời mưa rất to, mà con thì đòi ăn KFC cho bằng được. Tôi và mẹ nó đã nấu ăn xong xuôi cả rồi. Bánh sinh nhật cũng đã mua rồi, nhưng nó vẫn không chịu ăn, chỉ đòi ăn KFC. Con lớn đến chừng này tuổi, và sinh nhật nào tôi cũng muốn làm vừa lòng nó. Huống hồ lần này nó chỉ muốn ăn KFC, thì chắc chắn tôi sẽ đáp ứng cho nó. Vì vậy bất kể thời tiết nào tôi cũng phải đi. Lúc đó ngoài trời đang mưa to à? Đang mưa to, nên tôi mang áo mưa chạy ra ngoài mua về cho nó. Cuối cùng lúc về nhà thì nước đã ngập gần nửa mét rồi. Mưa ướt hết cả, người lạnh run nói không nên lời. Mà nó vẫn không có một lời cảm ơn nào cả, chỉ chạy đến lấy ăn. Chúng ta thấy rồi đó.
Gia đình này đã kể cho chúng ta chuyện mà dường như xảy ra rất phổ biến trong các gia đình khác. Bây giờ bạn thấy chẳng có gì nguy hiểm, bạn cứ tiếp tục nghe. Sự nguy hiểm xuất hiện trong gia đình họ cũng đang đợi các vị đó. Đứa trẻ này đi học, đòi mẹ mua cặp sách. Trong nhà có thiếu cặp sách không? Trong nhà không thiếu cặp sách. Không những thế mà đang có đến hai cái. Cặp sách mới, chưa dùng lần nào. Lúc đó con gái tôi thì rất thích cái cặp sách mà nó nhìn thấy trong siêu thị. Cái cặp sách đó rất thời trang, là hàng hiệu. Giá lúc đó là 148 đồng. Khi ấy thì lương hưu của tôi chỉ có 180 đồng. Một tháng à? Vâng, một tháng. Lương về hưu 180 đồng, cái cặp sách đó đã 140 đồng. Cái cặp đó giá 148 đồng. Lúc đó tôi không hề ngần ngại, không hề băn khoăn khi chi tiêu số tiền đó để mua cặp sách con thích. Hơn nữa tôi làm vậy vì tôi cảm thấy là tôi đang yêu con, đang thương con. Con muốn gì thì tôi sẽ cho nó cái đó. Tôi cảm thấy làm như vậy mới đúng là yêu con. Tôi chưa từng học văn hóa truyền thống. Sau này sau khi tôi học văn hóa truyền thống, tôi mới biết làm như vậy là không đúng, là đang làm hại con. Câu nói này là chân lý. Trong đệ tử quỳ, bạn đừng xem thường quyển sách mỏng manh đó. Đó là chân lý, bạn đừng coi thường nó. Người lớn vẫn không làm được đâu. Sách đó nói gì? Lúc ăn uống, đi hoặc ngồi, người lớn trước, người nhỏ sau. Bạn nói xem, ăn ngon mặc đẹp, muốn ăn ngon mặc đẹp thì phải làm sao? Ưu tiên người lớn. Trưởng bối, cha mẹ phải xếp lên hàng đầu, phải nhường cho họ trước. Đó là đạo lý làm người, là quy củ, là luân thường tối thiểu khi làm người, là đạo đức tối thiểu của con người. Giờ làm ngược lại, có người nói vì tôi muốn cho cháu gái tôi trước, muốn cho cháu trai tôi trước, được thôi. Sau này nó sẽ lấy luôn mạng của bạn. Khi tiểu hoàng đế đó lớn lên thì bạn cũng hết cách rồi. Chúng ta hãy tiếp tục nghe một gia đình không giàu có, sung túc gì như họ. Đều là công nhân về hưu, không hề có thu nhập nào khác, chỉ hơn 1.000 đồng. Mua sữa cho ai uống đây? Chúng ta hỏi thử xem bên sữa này được uống như thế nào. Lúc đó nhà chúng tôi có cuộc sống rất khó khăn. Gia đình chúng tôi phải vật lộn sinh sống ở ngã tư đường. Cả hai vợ chồng đều thất nghiệp. Tôi và ba nó vốn là còn có tiền lương hưu. Sau đó thì thất nghiệp luôn, không còn đồng lương hưu nào cả. Lúc cuộc sống khó khăn nhất, tôi cũng chưa hề cắt sữa của con. Vẫn mỗi ngày sáng một bịch sữa, tối một bịch sữa cho nó uống. Bịch sữa này được uống như thế nào? Tôi bỏ sữa vào nồi để hâm nóng lên, rồi sau đó rót vào một cái chén. Còn tôi thì lấy số sữa còn sót lại một ít trong bao, đổ ít nước vào tráng. Vì tôi tiếc khi phải vứt bịch sữa đó, nên sau khi tráng tôi thêm nước, tôi lại rót vào một cái chén khác. Sáng sớm thức dậy lúc ánh sáng, tôi bưng số sữa này vào nhà, cho con mình uống chén sữa. Còn bản thân tôi thì uống nước tráng sữa. Nước tráng sữa? Đúng vậy. Sức khỏe của mẹ không tốt, sức khỏe của bố không tốt, sức khỏe của ông bà nội ngoại cũng không tốt. Trong nhà chỉ có chút tiền mua một bịch sữa để cho ai uống? Cho con gái uống, cho cháu gái uống. Người mẹ uống gì? Người mẹ uống nước tráng sữa. Các bạn thấy không? Thật là thương thay tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Bạn có thể nói cha mẹ này không yêu thương con sao? Yêu. Nhưng mà thế nào? Nhưng mà chúng ta phải xem kết quả. Bạn không phải nuôi dưỡng thân thể của con, còn phải dạy dỗ linh hồn của nó nữa. Cho nó một giá trị quan để nó biết cách làm người. Bạn không được hại con. Không tin hả? Chúng ta hãy phỏng vấn người con này một lát. Lúc đó có biết thế nào là hiếu thuận với cha mẹ không? Cháu chưa từng biết đến cụm từ hiếu thuận với cha mẹ. Chỉ khi xem TV thì cháu thấy hiếu thuận chính là cho mẹ tiền, cho mẹ ăn ngon, mặc đẹp là được rồi. Đã là đứa con đại hiếu rồi. Vì vậy, cháu cảm thấy chắc chắn là cháu không làm được như thế. Nhưng mà cháu rất ngỗ ngược. Cháu không thích hiếu thuận với mẹ, chỉ muốn chống đối với mẹ thôi. Lúc đó, trong lòng cháu chỉ có bản thân. Vâng, cái gì cháu cũng là nhất, làm gì cháu cũng là nhất, rất cá nhân và ích kỷ. Chỉ cần nhìn thấy, nghe thấy thứ gì tốt nhất thì chắc chắn là bản thân phải hưởng thụ trước đã. Các vị nhìn đi, bao nhiêu tuổi, 4-5 tuổi đã như vậy rồi. Ai dạy nó? Chính bạn dạy nó. Ba mẹ, ông bà nội ngoại dạy nó.
Vì vậy người tốt là do được vậy mà ra, thế thì súc sanh cũng do được vậy mà ra. Ai vậy? Chính chúng ta vậy. Nuôi mà không dạy là tội của bố, những lỗi lầm của con cái là do chính ông bà cha mẹ dạy nó cả. Thì chúng ta có nên trách ba mẹ không? Không, vì sao? Họ cũng chưa từng được học. Ai từng được học văn hóa truyền thống chứ? Ai từng được học phải làm bố mẹ, làm ông bà như thế nào chứ? Không ai dạy cả. Đã hơn 100 năm không ai dạy văn hóa truyền thống cả. Dưới đây chúng ta tiếp tục phỏng vấn người bố. Các vị xem, mẹ đã không làm đúng, còn bố thì sao? Bố cũng không làm đúng. Rất nhiều phụ huynh hiện nay đều giống ông bố này. Ông bố này có đặc điểm gì? Đó là thích xem tivi, đặc biệt là thích xem phim truyền hình. Tháng 6 năm nay, Thạch Gia Trang chúng tôi đã mở lớp văn hóa truyền thống. Tôi đã quen biết thầy Trần. Câu đầu tiên mà tôi nói với thầy Trần chính là: nếu truyền hình và mạng Internet không thay đổi thì sẽ hủy hoại thế hệ trẻ sau này. Bởi vì truyền thông và TV đều cùng lớn lên với con cái chúng ta mỗi ngày. Nó học theo TV, những điều tốt đẹp nó cũng học, mà những điều xấu xa nó cũng học luôn. Nó vẫn luôn tích lũy. Vì vậy, lúc mà con còn nhỏ, vì tôi là người mê xem tivi. Mê xem tivi à? Vâng, mê xem tivi. Là người mê xem tivi, bình thường lúc tôi về nhà không có việc gì làm là tôi xem tivi. Ông xem tivi, còn con thì sao? Cứ về đến nhà là tôi tìm con. Lúc đó nó khoảng 3 tuổi, tôi ôm con ngồi xem tivi. Lúc đó hễ về đến nhà là tôi tìm con và cùng nó xem tivi. Nó xem không hiểu, tôi còn dạy nó tình tiết trên tivi đang diễn ra như thế nào. Cho tôi hỏi chút, lúc đó hai cha con xem phim truyền hình là phim gì? Đều là phim tình cảm, phim tình yêu, phim ngôn tình. Chúng tôi hướng dẫn cho con, nó xem không hiểu là tôi cứ dạy nó từng chút một. Con xem không hiểu, chúng ta có thể hướng dẫn nó để nó hiểu. Vì vậy những đứa trẻ, các bạn nghe những lời này của người bố đi. Người bố này đại diện cho rất nhiều phụ huynh đó. Các bạn xem ông bà nội ngoại đi. Họ xem phim rồi nói với con cháu của mình, ôm con cháu của mình cùng xem. Các bạn thử nghĩ đi, nó kích động như thế nào? Dạy dỗ, dạy hàng ngày. Thế thì kết quả dạy dỗ này sẽ như thế nào? Chúng ta hãy nghe tiếp. Người mẹ này sẽ kể tiếp cho chúng ta nghe. Đứa trẻ này chỉ mới có 3 tuổi đã có phản ứng. Chúng tôi sống cùng với ông bà nội. Lúc đó, con gái của tôi đã 3 tuổi rồi. Xem TV với ông bà nội. Trên TV đang chiếu một bộ phim truyền hình Đài Loan. Tên là Tình Thâm Thâm Vũ Mông Mông. Trong phim đó có cảnh một thiếu gia và một tiểu thư đang hôn nhau. Lúc đó tôi vừa nhìn thấy TV chiếu cảnh đó, thì tôi liền cầm ngay điều khiển chuyển qua cảnh khác. Lúc đó ông bà nội cũng đang xem một cách say sưa. Con gái của tôi cũng xem rất chăm chú. Con gái tôi lúc đó mới 3 tuổi. Nó chỉ cao nhỉn hơn đầu gối của tôi một chút. Nó dùng hai tay ôm lấy chân tôi. Sau đó nó nói với tôi rằng: mẹ hư, sao mẹ không để cho con xem chứ? Thời gian nói qua nói lại như thế cũng qua cảnh hôn hít đó rồi. Sau đó con gái nó nói với tôi: mẹ hư lắm, sao mẹ lại không cho con xem? Mẹ xem đi, tiếp theo chắc chắn là cô tiểu thư đó lên giường cởi đồ ngủ với vị thiếu gia đó. Lúc đó, chúng tôi còn cho rằng con gái của chúng tôi rất là thông minh. Ông bà nội cũng khen ngợi cháu như vậy. Ây da, nó có thể xem hiểu phim truyền hình, đều cảm thấy nó rất thú vị, rất thông minh. Lúc đó, tôi cũng ý thức được rằng phim truyền hình sẽ ảnh hưởng đến con. Nhưng mà tôi cũng không hề chú ý. Vì vậy nên tôi đã không hạn chế nó xem TV. Đứa trẻ chỉ mới 3 tuổi đã nói ra được những câu như vậy mà không thấy sợ sao? Không hề. Rất nhiều ông bà nội, ông bà ngoại, cha mẹ chúng ta hiện nay đều nói: hay quá, hãy nhìn con cháu của chúng ta thông minh chưa kìa. Các vị xem, họ không nhận thức được hậu quả sẽ xảy ra. Trong Đệ Tử Quy đã dạy chúng ta cái gì? Sách Nhảm Nhí, chẳng nên xem, hại thông minh, hư tâm trí. Nghĩa là gì?
không phải là sách hay. Chương trình TV không hay thì tuyệt đối không được để nó xem. Có gì không tốt? Hại thông minh. Tài trí thông minh của đứa trẻ đó đều sẽ bị che đậy lại, hư tâm trí, tâm hồn đó sẽ ngày càng hư hỏng. Bạn không tin hả? Đứa con trong gia đình họ sẽ làm thí nghiệm cho mọi người thấy. Bạn thấy thí nghiệm này xong sẽ biết sợ ngay. Một đứa trẻ ngoan ngoãn đã bị hư hoại bởi cách giáo dục này. Không ai dạy mà. Lúc 13 tuổi vào cấp 2, quý vị xem, con gái của họ bắt đầu càng có nhiều thay đổi hơn trước nữa. Lúc lên lớp 6 thì con gái tôi đã rất thích làm đẹp, rất thích trang điểm. Lúc đó nó đã mang những bộ quần áo gợi cảm, rồi nó soi gương. Áo quần gợi cảm? Đúng vậy, nó nói với tôi rằng, mẹ nhìn con nè, bản cô nương rất là diễm lệ yêu kiều, rất là đẹp, da cũng trắng nữa. Mẹ xem con có gợi cảm không? Lúc đó tôi nhìn con và nói, sao con lại ăn mặc như thế? Nếu con mặc như vậy sao đến lớp được? Lúc đó đứa con gái tôi rất tức giận và nói với tôi là mẹ quê mùa quá, mẹ lạc hậu rồi. Mẹ không theo kịp thời đại chút nào. Lúc đó nó đã bắt đầu tự trang điểm cho mình. Sau khi học lên cấp 3 thì bắt đầu kẻ mắt. Mắt xanh mắt đỏ, rồi đính cả hình ngôi sao kim tuyến. Lúc đó tôi rất tức giận. Tôi nói, con như thế này mà thầy giáo vẫn cho con vào lớp sao? Nó nói con trang điểm nhẹ một chút. Lúc đó chúng tôi làm cha mẹ cũng không ủng hộ con mua những thứ đó. Là tiền ăn trưa. Số tiền đó là ông bà cho nó phải không? Đúng, là chúng tôi cho, bởi vì nó đi học hơi xa. Để nó mua đồ trang điểm hả? Không phải để nó mua đồ trang điểm, mà là tiền để cho nó ăn trưa. Mỗi ngày cho nó 5 đồng là đủ bữa ăn trưa. Nhưng mà nó tiết kiệm số tiền ăn trưa này. Sau khi dồn lại là nó đi mua sơn móng tay, chì kẻ mắt, rồi một số đồ trang điểm này nọ, nó mua mấy thứ đó. Mọi người đã nghe rồi đó. Đứa trẻ này từ lúc nhỏ đã dần lớn lên như thế. Chúng ta đã nói chuyện khoảng 10 phút. Đứa trẻ này mới 13 tuổi đầu, bây giờ nó mới 16 tuổi. 13 tuổi đã trở thành như vậy rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ phỏng vấn cô bé này. Cháu trang điểm cho bản thân để trở nên gợi cảm. Hàng ngày xem TV, chú muốn hỏi cháu, TV đối với một học sinh như cháu thì nó quan trọng đến mức nào? Rất quan trọng. Nếu xét theo 100% thì nó phải chiếm đến 90%. TV chiếm đến 90%? Vâng. Bạn bè của cháu cũng giống như vậy hay sao? Bạn bè xung quanh cháu lúc đi học thường viết giấy cho nhau. Các bạn thường bàn về những nội dung trong phim truyền hình trên TV, gồm cả những phim tình cảm, phim thần tượng, phim tình yêu, cả những nhân vật chính nữa, tình cảm của họ phát triển như thế nào. Bàn luận rất chi tiết, không có chút tâm trạng nào để học, tức là không hề nghe giảng. Lúc cháu lên lớp thì suy nghĩ những chuyện gì? Cũng nghĩ đến tình tiết của phim. Đúng thế, vì cháu đặc biệt yêu thích phim thần tượng, mỗi nhân vật chính trong phim đó. Tiếp theo là sẽ xảy ra tình tiết như thế nào, cháu chăm chú vào những bộ phim nhiều hơn là chuyên tâm vào việc học. Cháu cảm thấy phim truyện thú vị hơn, còn việc học không thu hút được sự chú ý của cháu. Chú hỏi thêm một chút nha, các cháu đến trường có nhiều cặp đôi yêu nhau không? Ở cấp 2 ấy. Rất phổ biến. Tức là trong mỗi lớp học, hầu như là nếu vẫn chưa có người yêu thì đó là việc rất là mất mặt. À, chưa có người yêu là việc rất mất mặt à? Vâng, nếu chưa có người yêu thì bạn bè sẽ giúp đỡ rất nhiệt tình. Sẽ giới thiệu đến mấy đối tượng cho bạn đó. Nếu không thích người này thì sẽ giới thiệu người khác. Tức là nếu có bạn nào chưa có người yêu thì sẽ có người giới thiệu cho bạn đó hả? Vâng ạ. Ở cấp 2? Vâng, hiện tượng này rất phổ biến ở cấp 2. Rất phổ biến. Chúng ta đã nghe rồi đó. Nhà nào cũng có tivi, nhà nào cũng xem cả. Ai bật tivi lên xem là phụ huynh. Tự tay bật lên, quý vị xem trên tivi đang chiếu những cái gì. Chúng ta tiếp tục hỏi cô bé này. Các cháu ngỗ ngực như thế, cũng không chịu học hành, chỉ muốn ăn mặc thật gợi cảm, trang điểm giống như các minh tinh. Mọi người đều rất hâm mộ thần tượng đúng không? Vâng ạ, lúc nào cũng cảm thấy bọn họ là mục tiêu lớn nhất của chúng cháu. Lớn lên chắc chắn tụi cháu sẽ là những viên chức nhà nước, chắc chắn sẽ có công việc tốt, kiếm được rất nhiều tiền. Sau đó tìm một anh người yêu thật đẹp trai, thật có khí chất.
Tóm lại là cảm thấy tương lai rất tốt đẹp. Chúng ta nghe thấy những điều này chỉ mới là sự khởi đầu nỗi đau trong gia đình họ mà thôi. Sau này, cô bé này thích xem tivi, mặc dù cô bé thi văn toàn quốc đạt kết quả rất cao, cũng rất tài hoa. Nhưng như thế nào đây? Thiếu tính người. Nó không biết cách làm người, không ai dạy nó. Tôi nhớ người mẹ này đã kể cho chúng tôi rằng, tắt tivi để nó tập trung học nhưng không được vì nó lại bật lên, tắt đi bật lên, tắt đi bật lên. Kết quả là thế nào? Người mẹ này phải quỳ trước mặt con gái mình, lúc đó cô con gái chỉ mới 14 tuổi. Con gái của tôi đúng là học hành rất giỏi. Lúc đó chúng tôi cho rằng việc xem tivi, chỉ cần nó chăm chỉ học hành, không ảnh hưởng đến việc học hành của nó là được, chứ không quản lý một cách nghiêm khắc. Sau đó thì nó mê mẩn với phim truyền hình, cứ xem hết tập này đến tập khác. Mỗi ngày sau khi đi học về đến nhà là xem tivi trước, sau khi xem tivi xong rồi thì mới làm bài tập. Có lần cũng sắp đến kỳ thi rồi, lúc đó tôi không cho nó xem tivi, tôi bảo nó tắt tivi đi, nó liền cãi lại tôi ngay. Hơn nữa lúc đó nó cũng cao ngang bằng tôi rồi, tôi có đánh nó cũng đánh không nổi. Tôi nói nó cũng không nghe. Lúc đó tôi tắt tivi đi nhưng nó lại bật lên. Tôi muốn đánh nó thì nó dùng hai tay giữ chặt tôi lại, không cho tôi cử động. Vì vậy lúc đó tôi rất tức giận. Tôi cứ nghĩ đứa con này của chúng tôi sao lại thành ra như thế này. Lúc đó trong lòng tôi cũng đã nghĩ đến việc quỳ xuống trước mặt đứa con gái này. Tôi nghĩ tôi quỳ xuống rồi thì nó chắc chắn sẽ không xem tivi nữa và sẽ học bài. Nhưng mà người làm mẹ như tôi đã tự đánh mất đi sự tôn nghiêm của một người mẹ. Lúc đó tôi chỉ muốn là nó không xem tivi nữa, nên tôi mới quỳ xuống trước mặt con gái mình. Tôi nói là mẹ cầu xin con đừng xem tivi nữa. Khi tôi quỳ trước mặt nó, thực sự là tôi không hề muốn làm như vậy. Bởi vì sau khi trưởng bối quỳ lại hậu bối, hậu bối sẽ bị tổn thọ. Tổn thọ cho đứa con này. Thật là, lúc đó tôi đã quỳ xuống, nhưng mà con gái của tôi không hề để ý gì đến tôi. Nó không nghĩ vì sao mà mẹ nó phải quỳ xuống. Lúc đó tôi quỳ xuống, còn nó thì vẫn ngồi đó xem tivi. Tôi vẫn quỳ bên cạnh nó. Sau đó tôi thấy nó không hề đếm xỉa gì đến mình. Tôi bèn hỏi nó một câu. Tôi nói, con gái à, con cần tivi hay con cần mẹ? Mẹ muốn con trả lời mẹ. Lúc đó con gái tôi trả lời ngay. Nó nói, mẹ à, con cần tivi, con không cần mẹ đâu. Lúc đó tôi thực sự là rất đau lòng. Sau đó đứa con này còn nói thêm một câu càng khiến cho cha mẹ đau lòng hơn nữa. Nó nói là ba mẹ chết sớm đi. Sau khi ba mẹ chết đi thì chỉ có mình con ở trong căn nhà này. Căn nhà này sẽ thuộc về con, không có ai quản lý con nữa. Con sẽ được tự do. Nó nói, mẹ à, mẹ đi đi, mẹ dọn ra ngoài sống đi. Sau đó con gái tôi lôi tôi ra ngoài. Lúc đó tôi giận lắm. Tôi nghĩ là tôi đã nuôi nó lớn đến chừng này, sữa cũng để dành cho nó uống. Lúc đó con gái tôi lại nói với tôi, mẹ cứ suốt ngày đau chỗ này mệt chỗ kia, sao mẹ không uống sữa? Mẹ làm cho bản thân ra nông nổi này, cứ suốt ngày kêu rên đau này đau nọ. Tôi rất đau lòng. Tôi đã yêu thương nó hết lòng, tôi đã cưng chiều nó hết mực. Đó đều là những việc mà bậc cha mẹ chúng tôi nên làm. Nhưng mà các vị ngồi ở đây ơi, các vị cũng thấy tôi đang lau nước mắt đó. Nhưng mà tôi đã không làm thế đối với cha mẹ mình. Tôi đã không hết lòng yêu thương cha mẹ mình. Tôi sai rồi, tôi có lỗi với cha mẹ mình. Tôi không cho họ uống sữa như con của mình. Sau khi tôi học văn hóa truyền thống, tôi mới biết người lớn trước, người nhỏ sau. Tôi đã đảo lộn luân thường đạo lý này, đã đảo lộn trật tự này, đã nuôi dạy con gái tôi trở thành một tiểu hoàng đế.
Cuối cùng nó còn đuổi cả mẹ nó ra khỏi nhà. Chúng ta nghe nỗi đau của cuộc đời không phải là không có nguyên nhân. Nguyên nhân chính là đánh mất giáo dục. Giáo dục còn quan trọng hơn gấp vạn lần tiền bạc. Tiền không còn là cái gì cả. Nếu đứa con này ở trong gia đình có nhiều tiền hơn thì sẽ gây ra họa càng lớn hơn nữa. Vì vậy, chúng ta sẽ phát hiện ra vấn đề của giáo dục hiện nay nằm ở đâu. Chính là không có sự liên kết với nhân tính. Nếu liên kết được với nhau thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng hiện nay giáo dục ở trường học cũng có vấn đề rất lớn. Dạy cho bọn trẻ những điều gì? Bình đẳng, dân chủ, phải cho chúng nó tự do. Quý vị không tin hả? Chúng ta sẽ tiếp tục phỏng vấn đứa trẻ này. Các cháu đã học làm như thế nào để chung sống với bố mẹ, với thầy giáo ở trường học, ở trên TV như thế nào? Ở trường học, ở trên TV đã dạy bọn cháu phải đối phó với bố mẹ như thế nào? Phải đấu tranh với bố mẹ như thế nào? Những giờ giải lao ở trên lớp, các bạn học còn cùng nhau bàn luận làm thế nào để né tránh sự giám sát của bố mẹ, sự quản thúc của bố mẹ. Tiếp theo là sau khi tan học làm thế nào để tránh bố mẹ, tìm rất nhiều lý do để làm cái cớ để đi chơi, đến quán internet để khỏi phải về nhà. Các bạn học trao đổi những kinh nghiệm này với nhau sau, làm thế nào để đối phó với bố mẹ? Đúng thế ạ. Có tin tức gì mới nhất cũng phải thông báo với tụi cháu trước tiên. Học tốt đệ tử quy, làm người tốt. Bạn đang xem chương trình đặc biệt của Luận đàm Văn hóa Truyền thống Trung Hoa, Giáo dục Thánh Hiền, Thay đổi số phận. Trường học dạy gì cho phụ huynh? Chúng ta tiếp tục nghe. Quý vị nói xem gia đình này quá vô đơn chị. Đứa con này đã không biết cách làm con, không biết cách làm người rồi. Ở trường lại dạy nó như thế nào đây? Tôi thật sự là không quản lý được nó. Đứa con gái này thật sự rất không nghe lời. Nên sau đó tôi đã tìm đến chuyên gia giáo dục, tìm đến lãnh đạo của nhà trường. Sau đó trường học đã tổ chức một cuộc họp phụ huynh, cũng là một cuộc họp báo cáo chuyên đề làm thế nào để giáo dục con cái, do một vị giáo sư giảng. Nói rằng học sinh cấp 2 hiện nay rất trưởng thành rồi, nên không được đánh con, phải làm bạn với con, phải cho nó tự do và dân chủ, phải cho nó bình đẳng, phải tìm cách để hiểu con. Như thế thì con cái sẽ không bỏ nhà ra đi, và gia đình có thể hòa thuận hơn. Sau khi nghe xong báo cáo chuyên đề đó, tôi đã suy nghĩ cả một ngày. Tôi nghĩ, người làm mẹ như tôi rốt cuộc là đã làm sai ở chỗ nào. Sau đó tôi bắt đầu xem lại bản thân mình. Nhưng mà tôi vẫn cứ suy nghĩ là tôi đã làm sai ở chỗ nào. Tôi đã xem lại bản thân mình. Tôi thấy bản thân mình có chỗ làm không đúng, nên đã xin lỗi con gái mình. Chỉ vì muốn hiểu nó hơn. Người làm mẹ như tôi cũng đã rất tận tâm, cũng rất cẩn thận. Tôi thích viết nhật ký trưởng thành của con. Hôm nay tôi cũng có mang đến một quyển, có viết một đoạn thế này. Chúng ta đã thấy gia đình của họ đang nằm trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng. Sau đó lại xuất hiện thêm giá trị quan phương Tây dạy họ phải dân chủ bình đẳng với con cái. Quý vị xem vậy như thế nào? Ây da, đứa trẻ này chẳng những không thấy được sai lầm của mình, ngược lại là người mẹ còn phải nhận lỗi với con. Quý vị nói xem có đạo lý nào như vậy không? Chúng ta hãy nghe xem lúc đó người mẹ này đã nhận lỗi và xin lỗi như thế nào. Tôi đã tổng kết 10 điều. Nếu mẹ làm tổn thương lòng tự trọng của con, thì con hãy tha thứ cho mẹ. Mẹ sẽ học cách cho con quyền dân chủ để con có tự do và bình đẳng. Nếu con hỏi mẹ sẽ lựa chọn làm mẹ của con hay làm bạn của con, chắc chắn mẹ sẽ trả lời là mẹ sẽ luôn làm bạn của con trước, rồi sau đó mới làm mẹ của con. Người mẹ có lỗi. Chúng ta vỗ tay thì được, nhưng không được học theo họ. Học theo họ thì phiền phức to đó. Vừa nãy người mẹ này đã kể trước tiên mẹ không phải là mẹ của con, là bạn của con trước đã. Quý vị xem, hồ đồ đến mức độ nào rồi? Có thể trách người mẹ không? Không trách được, tại sao vậy?
Giáo sư dạy như vậy mà. Lúc đó có rất nhiều phụ huynh tham gia phải không? Đúng thế, hơn 3.000 người. Tốt, dùng phương pháp dân chủ, phương pháp bình đẳng với con cái. Chúng ta hãy xem thử con của họ trở thành người như thế nào. Dùng phương pháp giáo dục của phương Tây đã khiến tôi mất đi sự tôn nghiêm của người mẹ, cũng mất đi quyền lực của người làm mẹ. Sau đó dạy dỗ đứa con này càng ngày càng không nghe lời, cho nó dân chủ và tự do, thì con gái của tôi càng thêm ngỗ ngược. Nó có thể nổi nóng chỉ vì một chuyện rất nhỏ, tranh cãi với tôi cũng vì những chuyện nhỏ nhặt. Nó cứ nói với tôi là con muốn được bình đẳng, con muốn được tự do. Có lúc xảy ra một chuyện gì đó là nó đóng cửa nhà lại, sau đó dán lên cửa một tờ giấy, trên giấy viết là xin đừng làm phiền, không phận sự miễn vào. Lúc đó tôi rất tức giận. Tôi đã nuôi con đến 17 tuổi rồi mà giờ chỉ là một người không phận sự. Ngôi nhà này vốn là của tôi mà, nhà của tôi lại không thể vào. Sau đó tôi cho nó sự bình đẳng thì nó càng thay đổi khó dạy. Nó không còn chăm chỉ học hành nữa, còn lén đến mấy quán internet. Chúng ta nghe rồi đó, đây không phải là hiện tượng cá biệt. Gia đình của họ cũng có bạn bè. Bạn bè của người mẹ này đã giáo dục con trai của mình như thế nào đây? Đồng nghiệp của tôi cùng nhau tổ chức buổi tọa đàm phụ huynh này. Lúc đó con trai của họ được 13 tuổi. Họ về cũng đã sử dụng phương pháp dân chủ này, sử dụng phương pháp giáo dục của phương Tây. Lúc đó con trai của cô ấy đã nói với cô ấy rằng, Mẹ có thể đi siêu thị, đi chợ đêm. Còn con có thể đến quán internet, con có thể đến sàn nhảy, con có thể đi hết. Chúng ta bình đẳng mà. Sau đó, người mẹ này đã nói với con trai mình rằng, quán internet không tốt. Những nơi đó có đủ loại người, con đừng đến những nơi đó. Con trai của cô ấy liền nói với cô ấy rằng, Mẹ à, con vẫn cứ đến đó. Mẹ có thể đi ra ngoài chơi thì con cũng có thể đến quán internet. Mẹ còn phải cho con tiền nữa. Cô ấy nói với con trai là hôm nay mẹ không thể cho con tiền, con không được đến những nơi đó. Quán internet, quán bar đều là những nơi con không thể đến. Mẹ không thể cho con tiền. Lúc đó cậu con trai nói với cô ấy là con và mẹ đều bình đẳng. Nếu mẹ không cho con thì mẹ biết sao không? Con có thể đánh mẹ. Lúc đó mấy tuổi? 13 tuổi. Sau đó nó đã tát mẹ nó 3 cái. Rồi nó nói với mẹ nó rằng, con không làm bạn với mẹ nữa đâu. Quý vị đã nghe, chính là câu hỏi đã đặt ra cho quý vị trong ngày đầu tiên. Đứa con 13 tuổi có thể tát mẹ mình 3 cái. Xin hỏi 10 năm sau, 23 tuổi, nó đâm mẹ mình 3 nhát. Các vị có thấy lạ nữa không? Có thấy ngạc nhiên không? Không có gì ngạc nhiên cả. Chỉ vì không xin được tiền mẹ, một lưu học sinh 25 tuổi từ nước ngoài về đã dùng dao gọt trái cây đâm mẹ mình liên tiếp 9 nhát khi mẹ đến đón ở sân bay. Hiện nay kẻ tình nghi đã bị bắt vì tội hình sự, còn mẹ của cậu ta đến nay vẫn chưa qua cơn nguy kịch. Sự việc xảy ra vào lúc 8 giờ 30 tối ngày 1 tháng 4, bà cố đến sân bay quốc tế Phố Đông đón con trai là Uông Mổ đang du học tại Nhật Bản trở về. Hai mẹ con đã nảy sinh cãi giả về vấn đề học phí ở sân bay. Uông Mổ đã rút con dao gọt trái cây từ hành lý mang theo và đâm mẹ mình. Lúc ở sân bay, bà vẫn cứ nói là không có tiền hoặc là không cho tôi tiền. Nói rằng chỉ còn cái mạng này. Nói ra những lời như vậy, lúc đó trong đầu tôi trống rỗng, nên tôi đã rút dao đâm bà ấy. Theo như lời kể của người nhà, Uông Mổ đi du học ở Nhật Bản 5 năm không hề đi làm thêm. Tất cả các chi phí đều dựa vào 7.000 đồng tiền lương hàng tháng của mẹ là bà cố. Vì con trai, bà đã nhiều lần vay tiền bạn bè. Lần này có thể bà không vay mượn được nữa. Bình thường bà ấy rất che chở cho con trai của mình. Chúng tôi cũng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Sau khi sự việc xảy ra, bà cố vì bị đâm 9 nhát dao đã được bảo vệ sân bay đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ngày 8 mới rời phòng cấp cứu về phòng bệnh bình thường. Nhưng người nhà cho biết tình hình sức khỏe của bà vẫn chưa được khả quan. Điều khiến người ta không hiểu nổi là Uông Mổ đã bị truy tố hình sự. Lúc nói đến mẹ mình vẫn tỏ ra rất lạnh nhạt và bình thản. Hy vọng rằng chúng tôi vẫn có thể duy trì được mối quan hệ mẹ con.
Vâng, súc sanh do dạy dỗ mà ra, người tốt cũng do dạy dỗ mà nên. Chỉ vì bạn không dạy cho nó đạo nghĩa, làm người như thế nào, không liên quan gì đến tiền bạc, nhà cửa, xe cộ. Hai ngày hôm nay, chúng ta thấy trên tin tức của báo chí TV đều có tin này. Gia đình có tiền, sinh viên năm thứ tư, lái xe đụng phải người ta. Lúc xuống xe thấy người ta vẫn còn sống, liền cầm dao đâm 8 nhát, khiến cho người này chết ngay tại chỗ. Hiện nay trên mạng và các kênh thông tin đều đang đưa tin này. Sinh viên năm thứ tư. Chúng tôi vừa nhận được tin, hôm nay Tòa án Nhân dân tối cao tỉnh Thiểm Tây đã xử công khai vụ án Dược Gia Khân cố ý giết người và tuyên án với tội danh cố ý giết người. Bị cáo Dược Gia Khân sẽ bị xử tử hình. Động cơ và thủ đoạn gây án của Dược Gia Khân vô cùng tàn nhẫn, tình tiết vô cùng tàn độc, tội ác vô cùng nghiêm trọng. Dược Gia Khân dù phạm tội lần đầu và đã ra tự thú nhưng không thể vì vậy mà xử phạt nhẹ hơn. Được sự phê chuẩn của Tòa án Nhân dân tối cao, Dược Gia Khân phạm tội cố ý giết người hôm nay tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây đã bị xử tử hình theo pháp luật. Sinh viên piano cấp 10, Học viện Âm nhạc trở thành tội phạm. Từ nhỏ, cuộc sống của tôi hầu như ngoài việc học thì là đàn piano. Mẹ kèm tôi học piano. Lúc còn nhỏ, mỗi tuần vì tập đàn mà mẹ đều đánh tôi. Mẹ lấy cớ là không muốn tôi bị áp lực học hành, nên vừa về đến nhà lập tức đàn trước. Tập đàn xong mới làm bài tập. Tôi sợ làm bài tập không xong, giờ nghỉ giải lao hồi học ở tiểu học. Ngoài đi vệ sinh ra thì tôi không rời khỏi chỗ của mình. Tôi phải luôn cố làm xong bài tập về nhà. Có một thời gian bố thấy thành tích học tập của tôi không tốt, không cố gắng học nên đã nhốt tôi trong tầng hầm. Trừ những lúc ăn cơm là có thể lên nhà, thời gian còn lại đều phải ở trong phòng dưới tầng hầm. Tôi thấy mình không có hy vọng gì cả. Ngày nào cũng áp lực rất nặng nề. Tôi luôn muốn tự sát. Lúc vào đại học, tôi muốn họ được tự hào về tôi, nên lúc rảnh rỗi tôi còn nhận dạy đàn cho trẻ con. Lúc học năm thứ hai, tôi hầu như không còn thời gian học tập, luyện đàn và dạy bọn trẻ nữa. Dạy khắp nơi, dạy xong đứa này rồi lại dạy đứa khác. Tối nào cũng phải 11 giờ đêm mới về đến nhà. Cuối tuần thứ bảy, chủ nhật đều không ở nhà. Nghỉ hè, nghỉ Tết cũng đi dạy ở bên ngoài. Học năm thứ hai, áp lực học tập cũng rất lớn. Dạy bọn trẻ học đàn cũng tương đối mệt. Hồ đồ đến, hồ đồ đi. Cuộc đời con người đáng buồn, đáng thương, đáng trách. Tất cả mọi người xin hãy tỉnh ngộ. Chúng ta đã thấy cho con cái tiền bạc xe cộ, gia đình có tiền của gì thế, nhưng kết quả thế nào? Nó ra ngoài giết người. Nguyên nhân từ đâu? Là do bạn dạy đó. Nội dung không hiểu làm người là như thế nào? Quý vị xem đi. Dân chủ, bình đẳng, tự do, mở cửa. Dáng vẻ học sinh thời nay. Dân chủ, bình đẳng, tự do, mở cửa. Gia đình này đã cho con họ những điều đó. Con gái của họ bắt đầu tự do rồi. Buổi tối lén đi ra ngoài. Đi đâu vậy? Đến quán internet. Đêm không về. Cả hai vợ chồng khi thấy thị, thấy đứa con gái cưng, cô con gái độc nhất không có ở nhà. 12 giờ đêm phải làm sao? Không còn cách nào, ra ngoài tìm thôi. Bất kể là sức khỏe của mình như thế nào, cũng phải đạp xe đi tìm con về, tìm con gái về. Chúng ta nghe xem họ tìm như thế nào. Con gái của tôi, buổi tối nó lén ra khỏi nhà đến quán internet. Mỗi ngày, chúng tôi đi làm về đã rất mệt mỏi. Về nhà là tôi chỉ muốn ngủ. Sau khi tôi ngủ, con gái tôi thấy tôi đã ngủ rồi, thì nó lén chạy ra ngoài. 2 ngày đầu tôi cũng không phát hiện ra. Sau đó thì tôi phát hiện ra.
Cứ nửa đêm là nó lén ra ngoài đến hơn 4 giờ sáng mới về. Ngày hôm đó, nó cũng lén ra ngoài lúc nửa đêm. Lúc tôi phát hiện thì thấy nó để con gấu bông to nằm trên giường của nó rồi đậy chăn lại. Giống như có người đang nằm vậy. Nếu không nhìn kỹ thì sẽ nghĩ rằng nó đang ngủ trên giường. Nó đã lẻn ra ngoài để đến quán Internet rồi. Lúc đó chúng tôi nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ sáng. Nó vẫn chưa về nhà nên tôi gọi điện thoại cho ba nó. Sau đó tôi và ba của nó cùng nhau đi tìm. Thời đó những quán Internet ở chỗ chúng tôi đều là 5 tầng, 6 tầng, 7 tầng. Mà mấy quán Internet này thì lại không có thang máy. Ba của nó thì bị bệnh cao huyết áp. Tôi thì bị bệnh tim. Quý vị nghĩ xem, lúc đó con gái của tôi 17 tuổi. Một đứa con gái 17 tuổi ở ngoài đường vào giờ đó, thì người làm cha làm mẹ như chúng tôi không thấy lo sợ hoang mang sao được. Vì vậy chúng tôi phải đi tìm. Đi hết quán này đến quán khác. Ba của nó giống như đi leo núi vậy. Cứ trèo lên từng bậc cầu thang. Vì ba của nó rất thương tôi. Do tôi bị bệnh tim, nên ba của nó bảo tôi đứng đợi ở dưới để ông lên tìm con. Chồng của tôi năm nay cũng đã 50 tuổi rồi, mà cứ phải trèo lên từng bậc giống như đang trèo lên núi Thái Sơn vậy. Đi tìm đến mấy giờ? Tìm đến hơn 4 giờ sáng. Trời cũng sáng rồi. Đã đi hết các quán Internet rồi, nhưng vẫn không tìm ra được con gái tôi. Lúc đó, chồng tôi mệt đến nỗi mặt trắng bệch ra. Ông ấy bị cao huyết áp, còn hai quán Internet nữa vẫn chưa tìm. Nhưng chồng tôi nói với tôi rằng, tôi thực sự là không còn sức nữa rồi. Chúng ta đừng tìm nữa. Tôi không cần đứa con gái này nữa đâu. Chúng ta về nhà thôi. Và vợ chồng tôi đã lựa chọn cách buông tay. Hai vợ chồng nhà này đều đã 50 tuổi rồi, bị bệnh tim, bệnh cao huyết áp. Quý vị nói xem đứa con trở nên như vậy thì phải sống làm sao? Quý vị có thể nói là ra ngoài kiếm tiền, phải leo cầu thang suốt đêm, tất cả các quán Internet trong thành phố đều tìm đến. Một đứa con như thế, quý vị phải làm thế nào? Vì vậy, chúng ta phải biết rằng, cái mạng này không phải là của chúng ta. Ngày đầu tiên chúng tôi đã nói với quý vị rồi, cái đầu tiên là con cháu bất hiếu, cái mạng của bạn cũng thế, cái mạng của bạn thuộc về ai? Thuộc về con cháu bất hiếu. Nó nói lấy mạng của bạn là lấy mạng của bạn ngay. Sau đó thì sao? Sau đó, con gái của tôi, tự nhiên hôm đó, con gái của tôi bỏ đi với một người bạn nó quen ở trên mạng. Nó lấy tất cả tiền tôi dành dụm ở trong tủ, trong học bàn. Nó lấy hết cả. Nó lấy hết tiền bỏ nhà đi. Lúc đó tôi cũng không biết là nó bỏ đi đâu. Chúng ta phỏng vấn cô con gái này một lát. Quý vị xem được tự do, được bình đẳng, được dân chủ tốt rồi. Phát cuồng luôn. Giờ chúng ta hỏi cô con gái 16 tuổi là cô đã bỏ đi đâu? Cháu đến một nơi không xa Thạch Gia Trang. Tức là rời khỏi thành phố đến một thành phố khác à? Vâng ạ. Đã làm những gì? Cháu đã quen một người bạn ở trên mạng. Là con trai à? Vâng, là con trai cũng bằng tuổi cháu. Cháu đã từng gặp cậu ta chưa? Cháu chưa từng gặp anh ấy. Chưa từng gặp cậu ta? Đúng ạ. Mà cháu đã đi tìm cậu ta? Vâng. Cháu muốn làm gì? Vì cháu thấy rất hợp với anh ấy. Anh ấy thích chơi máy tính, chat QQ. Cháu cũng thích lên mạng, cũng thích xem TV. Hơn nữa, anh ấy xem TV còn lợi hại hơn cả cháu. Vì ở nhà ba mẹ cháu lúc nào cũng ngăn cản cháu, không cho cháu xem TV. Không cho cháu chơi máy tính thì cháu đi ra ngoài. Vì có người chơi với cháu mà. Và cháu đã bỏ nhà đi đến Bảo Định. Cháu định sống ở Bảo Định bao lâu? Lúc đó tụi cháu đang nghỉ hè. Cháu định sống ở ngoài cho đến lúc khai giảng năm học mới rồi sẽ về. Sống cùng với người bạn quen trên mạng mấy tháng rồi về nhà. Quý vị xem đi, bây giờ đứa trẻ mới 16 tuổi mà đã to gan đến thế rồi. Chúng ta hỏi tiếp,
Lúc cháu bỏ nhà đi, có bao giờ cháu nghĩ rằng cháu bỏ nhà đi thì ba mẹ có còn sống nổi hay không? Tâm trạng của họ như thế nào? Lúc đó cháu có nghĩ đến không? Dù sao thì họ còn có thể sinh thêm một đứa con trai hoặc con gái khác, không cần cháu nữa rồi mà. Thì cháu ra ngoài tự sinh tự diệt. Có thể ra ngoài tự sinh tự diệt? Vâng ạ. Chị mới 16 tuổi. Bây giờ chúng ta thử nhìn lại cuộc phỏng vấn này. 20 phút vừa qua chúng ta đã nghe rõ một cuộc đời. Bố mẹ đã qua 50 tuổi, đứa con 16 tuổi. Bắt đầu từ 3-4 tuổi cho đến lúc 16 tuổi, mười mấy năm, một gia đình hoàn chỉnh, một đứa con ngoan ngoãn, sao lại thành ra như thế này? Giờ chúng ta đã hiểu chưa? Giáo dục không phải tiền mà là giáo dục. Đáng sợ quá. Cuối cùng cũng tìm ra đứa con. Người bố lo lắng đến phát điên. Cuối cùng tìm được rồi. Sau khi tìm được con rồi thì phải làm sao? Nó vẫn bị mấy trường đuổi học vì đánh nhau, uống rượu. Cuối cùng đứa con đã đi đến bước này rồi. May mà vào tháng 6 năm nay, Thạch Gia Trang tổ chức buổi luận đàm. Lần tổ chức luận đàm này, gia đình họ được phát mấy vé. Nói về việc nhận thức lại văn hóa truyền thống Trung Hoa, rất hay. Sau đó, tôi đã gọi điện cho chồng tôi, nói với ông ấy là hãy đưa con gái của chúng tôi đến đây. Lúc đó chồng tôi nói chỉ sợ là đứa con gái này không chịu đến. Tôi nói bằng bất cứ giá nào, kể cả trói nó lại cũng phải đưa được nó đến hội trường này để nghe buổi luận đàm. Lúc đó chồng tôi đã nói là từ bỏ đứa con gái, nhưng dù thế nào thì ông ấy vẫn là ba của nó. Ông ấy cũng không nhẫn tâm từ bỏ con mình, nên đã đưa con gái tôi đến hội trường. Lúc đó sau khi đến hội trường, con tôi đã nghe bài giảng của Ngưu Văn Vinh, nghe cả đoạn phim của Lưu Danh là sinh viên đại học 29 tuổi. Con gái của tôi đã rất cảm động. Lúc đó, nó nói với tôi là, mẹ ơi, con sai rồi, con thật có lỗi với mẹ, con sẽ sửa đổi. Ngày hôm đó, sau buổi luận đàm văn hóa truyền thống, lúc ra về, mỗi người ra về đều được phát một đĩa CD và một quyển sách. Sau khi về nhà, ngày hôm sau con gái của tôi đã không còn xem TV nữa. Chỉ suốt ngày xem đĩa CD đó, đĩa CD luận đàm văn hóa truyền thống Trung Hoa. Sau khi xem xong, khoảng hơn 6 giờ chiều, con gái của tôi đã quỳ trước mặt tôi và nói rằng, mẹ ơi, con có lỗi với mẹ rất nhiều, con không phải là con người, con sai rồi. Con muốn làm nhân viên tình nguyện, con sẽ cố gắng học văn hóa truyền thống. Sau đó cả nhà chúng tôi, buổi luận đàm này đã cứu sống cả nhà tôi, cứu con gái tôi, còn cứu cả cha mẹ tôi nữa. Quý vị đã nghe, một đứa trẻ như thế, có thể dạy dỗ nó được nữa không? Có thể dạy dỗ nó được, không sao cả. Chỉ cần chúng ta có lòng tin, nhân chi sư tánh bổn thiện. Hôm nay cô bé muốn nhờ khán giả ngồi tại đây, các vị trưởng bối làm chứng cho cô bé. Cô bé muốn khấu đầu nhận tội với cha mẹ của mình. Chúng ta hãy làm chứng nha. Bố mẹ, con đã từng là một tội nhân. Con đại nghịch bất đạo. Con làm ngược với tâm nguyện của bố mẹ. Con không chăm chỉ học hành. Con đánh nhau, uống rượu ở trường học. Con là một đứa con rất ngỗ ngược, là đứa con không còn thuốc chữa. Trước đây con không hiểu thế nào là hiếu thuận. 16 năm nay, bố mẹ đã già đi bao nhiêu tuổi? Các vị khán giả, chúng ta đã chứng kiến cảnh vừa rồi. Quý vị xem, một đứa con không khác gì súc sanh, nhưng đã có được những thay đổi như ngày hôm nay. Vừa rồi, có một khán giả đã viết giấy cho chúng tôi. Ông ấy nói rằng, con người không thể có đấu tranh. Đúng thế, nhân chi sơ tánh bổn thiện, không cần đấu tranh.
Giá trị quan của phương Tây hiện nay nói đến cạnh tranh. Quý vị xem con cái hiện nay đấu cái gì với bố mẹ, đấu xem ai chết trước. Ai chết sớm thì tôi đã bớt đi một đối thủ cạnh tranh rồi. Căn nhà này là của tôi rồi. Con cái sẽ đấu với quý vị như thế đó. Mong quý vị chết sớm. Vì vậy vừa rồi quý vị đã thấy đó. Một đứa con ngổ ngược đến như thế mà vẫn có thể thay đổi được. Để chứng minh cho quý vị khán giả ở đây, chúng ta phải có lòng tin, phải có lòng kiên định. Nếu không thì làm sao có thể cứu được con cái của quý vị? Dùng phương pháp này thật sự rất hiệu quả. Chúng tôi còn nói cho mọi người biết, con cái của chúng ta cũng làm theo rồi, cũng học theo rồi. Mà một thời gian sau lại chứng nào tật nấy. Không sao cả, việc gì cũng cần phải có quá trình. Con gái của họ năm nay 16 tuổi, cũng giống như một tảng băng bị đông cứng mười mấy năm. Muốn làm nó tan chảy cũng cần phải có thời gian. Quý vị làm cha mẹ không nên quá sốt ruột. Sao con của chúng ta đến giờ vẫn chưa tan chảy? Quý vị đã đóng băng nó 16 năm. Nếu đóng băng nó hơn 20 năm thì sao? Làm sao có thể tan chảy trong một ngày? Phải có một quá trình, chúng ta phải kiên nhẫn. Vì vậy con gái của họ cũng thể lặp lui lặp tới bao nhiêu lần. Không lâu trước đây vẫn còn làm bố mẹ tức giận. Giờ đây cô bé đã phát triển theo chiều hướng tích cực. Nếu muốn con cái của chúng ta thay đổi theo chiều hướng tốt, cần phải có điều kiện gì không? Có. Điều kiện tiền đề quan trọng nhất là bố mẹ phải sửa đổi trước. Bố mẹ thay đổi, tạo điều kiện, tạo môi trường tốt trong gia đình, thì đứa trẻ đó sẽ thay đổi rất nhanh. Cuối cùng chúng ta hãy mời gia đình này nói vài câu cảnh báo cho mọi người. Hiện nay những đứa trẻ có vấn đề chiếm tỷ lệ bao nhiêu ở đất nước chúng ta thì tôi không biết. Nhưng trong gia đình thì mỗi gia đình chỉ có một con, điều này thì chắc chắn 100%. Khi một đứa trẻ bắt đầu có vấn đề, sẽ làm buồn lòng rất nhiều người. Chúng ta đều vì con cái, cha mẹ nào cũng cố gắng hết mình, là vì ai? Vì con cái, vì muốn con sớm được học hành đến nơi đến chốn, học trường tốt, ăn ngon, mặc đẹp, đều là vì con cái cả. Nhưng lúc con cái của các bạn có vấn đề, lúc đó con gái của tôi đã nói ba mẹ hãy chết đi, của cái nhà cửa đều là của con. Lúc nó nói những lời đó, chúng tôi thật sự đã nghĩ đến cái chết. Không ngờ được rằng nuôi con là để nhờ lúc về già mà đứa con lại thành ra thế này. Con có sai không? Nó sai, nhưng nó sai ở đâu? Sai ở ngay phụ huynh chúng ta. Chúng ta không hiểu giáo dục là gì, không biết cách dạy con cái, khiến cho con cái thành ra như vậy. Tôi khuyên các bậc phụ huynh ngồi ở đây, tiền chắc chắn là kiếm thế nào cũng không đủ, nên ở nhà với con cái nhiều hơn nữa. Phải bỏ ra nhiều thời gian hơn nữa để dạy dỗ con cái. Đừng để con xem tivi nhiều quá. Gia đình chúng tôi lúc vẫn chưa tiếp cận với văn hóa truyền thống, thực sự đã trải qua những tháng ngày đau khổ. Nếu để lâu hơn nữa thì gia đình chúng tôi cuối cùng cũng sẽ tan nát thôi, không giống như một gia đình nữa. Sau khi chúng tôi tiếp cận với văn hóa truyền thống, chúng tôi mới có hạnh phúc như ngày hôm nay. Tôi thật sự rất cảm ơn văn hóa truyền thống, cảm ơn đệ tử Quy đã cứu cả nhà chúng tôi. Lúc cháu nghe xong buổi luận đàm đó, cháu nghe thầy Ngưu nói, lúc chúng ta vừa sinh ra đã uống sữa mẹ. Dòng sữa đó được tạo ra bởi máu của mẹ. Lúc đó cháu rất xúc động và cảm động. Cháu nghĩ, từ lúc còn nhỏ đã uống máu của mẹ để lớn lên. Hồi nhỏ lương thiện như thế, lớn lên lại trở nên độc ác, trở thành một đứa con chơi bời lêu lỏng. Cháu cảm thấy rất có lỗi với bố mẹ của cháu. Cháu cảm thấy mình là một tội nhân. Bắt đầu từ hôm đó, cháu nghĩ rằng bố mẹ không phải là kẻ thù của chúng cháu. Họ chính là bầu trời của chúng cháu. Nếu như không có bầu trời, cuộc sống không có bầu trời, không có nguồn sống, thì những cây non chúng ta, dù cành lá xum xuê đến đâu, cũng sẽ có ngày tàn úa. Cháu quan sát lúc cháu cúi lại, đầu tóc của bố cháu đã nhiều tóc bạc rồi, bố chỉ mới 50 tuổi thôi. Cháu biết đều vì cháu mà ra cả. Cháu đã làm bố buồn lòng 16 năm. Vì vậy các bạn đừng làm cho ba mẹ của mình buồn lòng nữa. Các bạn làm như vậy là sai rồi. Tôi đã đi qua con đường đó rồi. Cậu mong các bạn đừng đi theo vết xe đổ của tôi. Chỉ khi các bạn hiếu thuận thì bố mẹ các bạn mới có thể mạnh khỏe trường thọ, mới có thể ở bên cạnh chúng ta được lâu hơn, được dài hơn. Cậu mong các bạn đừng như tôi. Chúng tôi cũng hy vọng nhân cơ hội này, tất cả những người con khi xem được đĩa CD này,
có thể nghe được lời sám hối của một đứa con 16 tuổi. Vẫn còn kịp, nếu thật sự sẽ có một ngày các bạn làm bố mẹ mình tức chết, thì dù bạn đã hiểu ra con muốn hiếu thuận với bố mẹ, thì bố mẹ đã không còn trên cõi đời nữa rồi. Bạn chỉ có thể nhìn hình ảnh mà rơi lệ, đau khổ lắm. Vì vậy, chúng ta hãy sớm học văn hóa truyền thống, học đạo đức luân lý, học làm người, thì cuộc đời chúng ta mới có thể hạnh phúc được. Chúng ta hãy cảm ơn gia đình này, cũng chúc phúc cho họ. Cảm ơn. Sách nhảm nhí chẳng nên xem, hại thông minh, hư tâm trí. Học tốt đệ tử quỳ, làm người tốt. Gần đây trên mạng xuất hiện một cậu bé 6 tuổi, cậu bé rất thân thượng Ngô Khắc Quần, hát theo Ngô Khắc Quần, còn làm theo những động tác của ngôi sao này trong MV đấm tay đấm ngực. Điệu nhảy và lời bài hát của cậu bé đang thể hiện có quen thuộc không? Động tác lấy tay đánh vào ngực trong MV của Ngô Khắc Quần không ngờ là đã được cậu bé học theo. Các bạn nhìn xem, cậu bé 6 tuổi rất chăm chú, miệng hát, tay chân thì múa theo, còn biểu hiện rất đau khổ, dùng tay đánh rất mạnh vào đầu, đúng là làm y hệt thần tượng, cực kỳ đáng yêu. Trong MV Ngô Khắc Quần tức giận đánh mạnh vào tường thì cậu bé 6 tuổi này cũng làm theo bằng cách đánh mạnh vào tủ quần áo, cậu em trai ngồi bên chăm chú theo dõi anh mình. Đúng là lợi hại mà, ngay cả biểu cảm nhăn nhó, cậu bé cũng làm theo, nhưng cảnh bắt chước giống nhất vẫn là cảnh này. Hãy cứu lấy con của bạn. Ca sĩ biểu diễn cuồng nhiệt, đứa bé gái 5 tuổi bắt chước cuồng nhiệt. Một thầy giáo trung học ở nông thôn đã cải biên điệu nhảy vào giờ giải lao dựa theo sở thích và cảm hứng của học sinh rất nổi tiếng trên mạng. TV đã làm hại con chúng tôi. Tin rằng nếu sau này chương trình truyền hình không thay đổi, sẽ làm hư hại thế hệ con cái của chúng ta sau này. Lúc 4 tuổi, đã bắt đầu thích trang điểm, thích làm điệu, chỉ muốn mặc những bộ quần áo đẹp. Lúc đó, cứ mỗi lần mua quần áo cho nó, nếu mà nó không thích bộ nào, thì dù đã mua về rồi, nó cũng không chịu mặc. Lúc đó còn nhỏ, rất nhiều quần áo mới chúng tôi mua về, nó không mặc. Lúc 5 tuổi, nó rất thích xem bộ phim truyền hình Hoàng Châu Cách Cách, cả phim Tình Thâm Thâm Vũ Mông Mông, cả phim truyền hình Đài Loan, phim tình cảm, nó đều rất là thích. Sau khi lên cấp 2 thì rất thích trang điểm. Đều mê phim truyền hình à? Đều là những fan hâm mộ cuồng nhiệt của phim truyền hình. Cuồng nhiệt như thế nào? Xem trên TV chưa đủ, còn ra ngoài quán internet để xem phim trên mạng. Vì phim ở trên mạng không có quảng cáo nên xem hấp dẫn hơn nhiều. Thì các cháu trang điểm, hành động, cử chỉ, lời nói, đa số đều là học được ở trên TV, phải không? Đa số là như vậy ạ. À. Vì trong những phim thần tượng, khi họ đi học đều trang điểm da mặt rất đẹp. Các bạn học ở trong trường cũng đều hóa trang. Cũng đều học theo à? Vâng ạ. À, nên cháu cảm thấy lâu dần thành quen, thế như vậy là không có gì sai. Như vậy là rất bình thường sao? Đúng thế, rất bình thường, rất phổ biến nên cháu cũng học theo. Thà là không ăn cơm, chứ không thể không trang điểm. Để chúng tôi hỏi cháu nha. TV quan trọng với cháu đến mức nào? Lúc lên lớp cháu suy nghĩ những gì? Những bộ phim truyền hình đó thậm chí còn quan trọng hơn cả bố mẹ cháu. Cháu đã từng nhiều lần trốn học ở trường vì xem phim truyền hình. Tan học là cháu chạy nhanh về nhà để mở TV xem phim, bất kể bố mẹ có nói hay làm gì. Lúc lên lớp cháu cũng nghĩ đến các tình tiết trong phim truyền hình à? Vâng, thường suy nghĩ đến nó, hầu như không nghe thầy cô giảng một phút nào hết. Trong đầu chỉ toàn là các tình tiết của phim truyền hình. Các tình tiết phim đã rất hấp dẫn cháu phải không? Hấp dẫn lắm ạ. Không xem được tập nào là giống như bị uống thuốc độc vậy. Phát điên luôn. Bị trúng thuốc độc? Những điều mà chúng ta nghe được là sự thật. TV đã làm hại con của chúng tôi. Tôi tin rằng trong tương lai, nếu chương trình truyền hình không thay đổi, sẽ làm hỏng cả một thế hệ con cái sau này của chúng ta.
hãy cứu con mình. Bố, mẹ, con đã sai rồi, con xin nhận tội. Trước đây, con đại nghịch bất đạo, không bằng cả loài cầm thú. Con về con biết quỳ xuống để bú mẹ. Còn con thì lại không biết gì, đã gây ra rất nhiều chuyện mà con người không nên làm. Bố, mẹ, con sai rồi, con xin lỗi. Con cúi lại bố mẹ, con sẽ thay đổi. Con nhận tội, con xin lỗi, con xin lỗi. Con xin lỗi. Chúng tôi đã đảo lộn trật tự này, đảo lộn luân thường đạo lý. Vì vậy, sau khi đảo lộn, lúc tác dụng ngược của nó xuất hiện, thì gia đình chúng tôi chỉ toàn giông bão, không sống nổi. Cho nên, vì vậy bây giờ đã biết bản thân phạm sai lầm, tôi cũng đã rất hối hận. Sao tôi lại không sớm biết là có đệ tử quy chứ? Dùng đệ tử quy để dạy dỗ con cái. Tôi không ngờ được rằng, chúng tôi yêu thương nó theo cách này, đã khiến nó trở nên đối xử với chúng tôi như vậy. Nó không hề nhớ đến những điều tốt đẹp mà chúng tôi đã làm cho nó, nhưng lại nhớ kỹ những lúc chúng tôi không tốt với nó. Nó đáp trả cho chúng tôi chỉ toàn là những lời nói cay độc, không ngừng làm tổn thương chúng tôi. Điều này là do ai mà ra? Đó là do chính chúng tôi dạy nó ra như thế. Tôi không biết cách dạy con, cho nên đã khiến con mình trở thành như vậy. Uống rượu, đánh nhau, uống rượu ở trường, đã chuyển đến 6 trường mà vẫn chưa hoàn thành chương trình phổ thông. Một người làm mẹ như tôi thực sự đã phạm sai lầm. Sau khi học đệ tử quy, tôi mới hiểu rằng tôi cưng chiều nó như thế là một tình yêu sai lầm, là sự yêu thương không đúng cách sẽ làm hại đến con. Nó còn rất vô tình, vô nghĩa với cha mẹ. Có hôm tôi vừa đi làm về, sau khi hạt giống yêu thương không đúng cách được gieo xuống, lúc tác dụng ngược của nó đến, thì nó có thể dìm chết những bậc làm cha làm mẹ ngay lập tức. Hạt giống này chỉ cần gieo hạt thì sẽ rất lợi hại. Các bạn xem đi, hôm đó lúc tôi vừa đi làm về rất mệt mỏi, bệnh tim lại tái phát. Lúc đó tôi nằm trên giường. Con gái tôi sau khi đi học về thì hỏi, mẹ, tại sao không nấu cơm? Con đói rồi. Tôi nói với nó là tim của tôi bây giờ rất đau, không nấu cơm nổi. Lúc đó con gái tôi lại nói với tôi rằng, ai bảo mẹ không uống sữa, để sức khỏe ra nông nổi này. Rồi suốt ngày cứ kêu đau chỗ này, mệt chỗ kia. Những lời của nó khiến tôi rất đau lòng, quá vô tình, vô nghĩa. Nói những lời đó khác gì giết bố mẹ chứ. Bố mẹ của gia đình này thật sự rất nghèo khó, nhưng đã nhường sữa để con uống. Mẹ chỉ uống nước tráng sữa. Cuối cùng đứa con này lại chỉ tay nói mẹ rằng, ai bảo mẹ không uống sữa để sức khỏe ra thế này. Đó đúng là đang giết chết bố mẹ của mình. Tiền của bố mẹ cháu có biết nó đến từ đâu không? Dạ, từ làm việc, nhưng cháu chưa từng nghĩ đến công việc vất vả như thế nào. Cháu cảm thấy rất thoải mái, mỗi tháng cứ đều đều có tiền. Tiền lương của bố mẹ để cho cháu tiêu, để cháu xem phim, cho cháu tiền để ăn hàng, đến quán internet. Cháu chưa từng nghĩ đến việc tiền được kiếm như thế nào, được đánh đổi từ bao nhiêu mồ hôi và nước mắt của bố mẹ. Cháu không hề biết gì sao, cũng không ai nói cho cháu biết hết à? Không ai nói cho cháu biết, cũng chưa từng nghĩ đến. Người mẹ này kiếm tiền để nuôi cả 6-7 người không dễ dàng chút nào mà cháu cũng không hề hay biết gì. Cháu không hề nghĩ đến, cháu chỉ nghĩ đến việc có phải đã đến hạn nộp tiền điện chưa. Chứ cháu không hề suy nghĩ là bố mẹ cháu đã phải vất vả như thế nào. Cháu chỉ biết là số tiền đó cứ đến kỳ hạn là nộp tiền ga, tiền điện. Vì chuyện xem TV, bố nó đã rất nhiều lần cắt luôn dây điện. Nhưng làm như thế cũng không ngăn cản được con gái chúng tôi. Có một lần sau khi bố nó cắt dây điện và cũng cắt luôn nguồn điện, nó về nhà là tự mình nối lại nguồn điện. Lúc đó, nó cũng không biết.
Nó cũng có học môn vật lý. Sau khi nó nối lại nguồn điện và lấy ổ cắm để cắm vào thì bị xẹt lửa. Nó cũng suýt nữa bị điện giật. Vì vậy chúng tôi cũng sợ con mình sẽ xảy ra chuyện gì nên đã sửa lại dây điện bình thường. Trước đây yêu thương cưng chiều nó như thế. Nó muốn cái gì là chúng tôi mua cho nó cái đó. Đến khi nó lớn lên lại đòi chúng tôi mua điện thoại di động. Tôi nói với nó là con đang học trung học, dùng điện thoại di động thì không có tác dụng gì cả. Đi học cũng không cần thứ đó, sẽ làm ảnh hưởng đến việc học tập của con. Khi chúng tôi không chịu mua cho nó thì nó mắng chửi chúng tôi và rất căm hận chúng tôi. Rồi nói với chúng tôi là bố mẹ chết sớm đi. Sau khi bố mẹ chết, con sẽ được ở một mình trong căn nhà này. Con không cần bố mẹ quản lý. Nó còn ép chúng tôi, hoặc là bố mẹ phải cho con 300 đồng để con ra ngoài thuê nhà ở. Hoặc là bố mẹ cuốn gói ra ngoài ở, ra ngoài thuê nhà mà ở. Lúc nghe nó nói như vậy, tôi rất là buồn. Tôi đã khóc với chồng tôi. Tôi nói tôi phải ở đâu đây? Lúc đó đơn vị tôi cũng có ký túc xá, nhưng mà tôi không đến đó ở được. Tôi đi rồi, thì một đứa con gái 16-17 tuổi ở nhà một mình, trong nhà, tôi có thể yên tâm được sao? Nó gây ra những việc như thế nào nữa? Đứa con này đã khiến cho gia đình chúng tôi thất điên bát đảo. Những ngày tháng đó thực sự là rất khó sống nổi. Thưa quý vị khán giả, các vị có thể nhìn thấy trên màn hình, cũng có thể nhìn lên sân khấu. Cô gái trẻ này mặt mũi thanh tú và trầm lặng. Sẽ có khán giả nói, cô bé này có thể làm ra được những gì như thế sao? Nói cho quý vị biết, đứa trẻ ngoan ngoãn thế nào, có thanh tú đẹp đẽ thế nào, có trầm lặng, điềm tĩnh như thế nào, mà chúng ta dùng phương pháp giáo dục đi ngược lại với luân lý, thì đều có thể dạy nó trở thành một ác quỷ thôi. Thế nên vì sao thiên thần lại trở thành ác quỷ? Vì cách giáo dục của bạn đi ngược với đạo lý làm người, chỉ đơn giản như vậy thôi. Đúng vậy, đứa trẻ có ngoan thế nào cũng có thể giết người. Vì sao vậy? Nó muốn tự do, nó muốn dân chủ, nó muốn bình đẳng, nó muốn đuổi bố mẹ ra ngoài. Ba mẹ chết sớm đi, nó mới mấy tuổi chứ? 13 tuổi. 13 tuổi đã mong bố mẹ chết sớm. Các vị khán giả à, chẳng lẽ đây là cuộc sống mà chúng ta lựa chọn sao? Chẳng lẽ đây là cuộc sống của một gia đình bình thường sao? Nó từ đâu đến? Vừa rồi chúng ta đã nghe rất rõ ràng, minh bạch rồi. Bố mẹ cực lực phản đối cháu, chỉ vì muốn tốt cho cháu, không cho cháu xem TV, nhưng cháu đều không nghe. Thì ai mới có thể nói chuyện được với cháu? Ai cho cháu xem TV thì cháu sẽ theo người đó à? Lúc đó cháu như bị uống thuốc mê vậy, giống như bị tâm thần. Giống như bị tâm thần à? Không phân biệt được ai là người tốt, ai là người xấu. Tìm được người bạn trên mạng đó thì nhất định là sống chung với anh ta, cùng xem TV, cùng làm việc, cùng sống với nhau. Cháu nói chậm một chút. Lúc đó cháu 15 tuổi. Dạ, lúc đó cháu 15 tuổi. 15 tuổi đã lấy tiền à? Vâng. Đến một thành phố khác tìm một người xa lạ chưa từng gặp mặt. Vâng, chuẩn bị để cùng anh ta xem phim truyền hình, sống cùng với anh ta. Định chung sống với anh ta sao? Vâng, để cùng nhau xem phim. Cháu chưa từng nghĩ rằng bố mẹ mới là người luôn tốt với cháu. Để chú hỏi cháu một câu nha. Bố mẹ cháu đều lo lắng đến phát điên vì tìm không ra cháu. Cháu có từng nghĩ là bố mẹ lo lắng như thế nào không? Lúc đó cháu không hề nghĩ đến việc bố mẹ có lo lắng cho cháu hay không. Cháu chỉ cảm thấy rằng bố mẹ có hay không có cháu cũng chẳng sao cả. Không có cháu thì họ có thể sinh thêm một đứa con gái khác, cũng yêu thương nó như thế. Cháu cảm thấy bố mẹ không quan tâm gì đến cháu. Chúng ta đã nghe rồi đó. Cô con gái này đã nói, tôi đi là vì của tôi, mà kệ bố mẹ, họ cứ sinh thêm đứa khác là được. Cô bé vừa nói thế, bố mẹ có thể sinh thêm một đứa con khác. Quý vị khán giả, gia đình chúng ta có đứa con súc sinh như thế hay không? Chúng ta phải xem lại mình, cách dạy dỗ con cái của chúng ta có giống ông bố bà mẹ này không? Những khán giả ngoài trước màn hình à, nếu có thì quý vị thật sự phải xem lại, nó sẽ lấy mạng của quý vị. Quý vị có nhiều tiền tài hơn nữa thì cũng không có tác dụng gì, thật sự không có tác dụng. Nỗi đau đó sẽ đến tìm quý vị thôi. Vì sao vậy? Vì quý vị thách thức quy luật, quý vị thách thức với quy luật tự nhiên, thách thức luân thường đạo lý, thì quy luật tự nhiên sẽ xử phạt quý vị. Sau khi học văn hóa truyền thống, tôi đã hiểu rõ đạo lý này. Tức là bố mẹ dạy thì phải nghe lời,
bố mẹ mắng thì phải sửa đổi. Lúc đó khi bố chồng tôi đối xử với tôi như thế, nhưng tôi không biết nghe lời ông, còn tạo ra mâu thuẫn gay gắt giữa chúng tôi nữa. Những điều đó con gái tôi đều chứng kiến. Sau khi con gái tôi nhìn thấy thế, thì nó cũng đã học theo như vậy, nên đến lúc nó trưởng thành, cũng cãi lại, cũng đối đầu với tôi giống y như thế. Trong Đệ Tử Quy có nói, thân hữu quá, gián sử canh, di ngô sắc, nhu ngô thanh. Tức là nếu bố mẹ có làm gì sai, thì phận làm con cái chúng ta nên kiên nhẫn khuyên bảo. Phải dùng thái độ hòa nhã, phải nhẹ nhàng nói chuyện với bố mẹ. Lúc đó tôi chưa được học Đệ Tử Quy, vì vậy tôi đã trực tiếp đối đầu với bố mẹ. Tật xấu này đều bị con gái tôi học hỏi theo, cho nên tôi rất hối hận. Sau khi tôi học xong văn hóa truyền thống, tôi đã quỳ trước mặt bố chồng. Tôi nói, bố ơi, đứa con dâu này đã có lỗi với bố. Bao nhiêu năm nay đã cãi lời bố rất nhiều. Lúc tôi quỳ xuống trước mặt bố, mắt bố tôi đã nhòa lệ. Bố chồng tôi cũng nói là bố sai rồi, bố cũng chưa từng học Đệ Tử Quy. Những người lớn cũng nên học Đệ Tử Quy, những người như thế hệ chúng tôi cũng nên học Đệ Tử Quy, những thế hệ sau này càng phải cần học Đệ Tử Quy mới đúng. Con gái của tôi nói, mẹ ơi, con đã hoàn toàn sai rồi, con đã bị TV hủy hoại rồi, con sẽ không xem TV nữa đâu. Mẹ hãy cho con đi làm tình nguyện viên. Sau đó chúng tôi đã tìm đến thầy Trần, và cả nhà tôi đã được cứu sống rồi. Lúc nào cháu cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình. Cháu không hề quan tâm là mẹ có bị lạnh không, có bị đói không. Cháu chỉ cần biết mình có đủ mặc không, có lạnh không, quần áo có đẹp không, ăn có ngon không. Cháu rất ích kỷ, không hề nghĩ cho ai bao giờ, chuyện gì cũng là nghĩ đến mình trước tiên. Cháu hoàn toàn không biết đến khái niệm của hai chữ hiếu thuận. Vâng, lúc đó cháu dù là đi học, đi xe hay ăn uống thì cháu phải là người đầu tiên. Bố mẹ phải chăm lo cho cháu, vì cháu cảm thấy từ nhỏ đến lớn thì quần áo hay ăn uống gì cháu cũng đều được phần ngon nhất. Ông bà nội cũng rất cưng chiều cháu. Cả nhà cũng chỉ có một mình cháu là con gái, còn lại đều là cháu trai, vì vậy cái gì cũng ưu tiên cho cháu hết. Cháu đã từng nghĩ sẽ làm gì cho bố mẹ mình chưa? Cháu chưa từng nghĩ đến việc đó, cháu chỉ nghĩ đến việc bố mẹ đã từng làm gì cho cháu, cháu cần gì thì bố mẹ sẽ đáp ứng cho cháu. Ví dụ như nếu họ không đáp ứng cho cháu thì sao? Thì cháu sẽ cãi lại bố mẹ, sẽ đá thúng đụng nia. Nghiêm trọng hơn nữa, thì cháu sẽ đến quán Internet, đi suốt ngày đêm không về nhà. Cháu sẽ làm cho bố mẹ tức giận và lo lắng. Còn đi quán bar, quán karaoke, đến những nơi ăn chơi nhảy múa, nói những lời khó nghe, rồi cháu còn thảo luận với bạn bè nữa. Sau khi về nhà còn thử nghiệm cách đó làm có được hay không, có lừa được bố mẹ không, có qua mặt được bố mẹ không. Có lúc cháu cũng không thèm lừa bố mẹ nữa, cháu không bắt máy điện thoại, không trả lời tin nhắn, cứ thế mà đi thôi, đi mấy ngày mấy đêm không về nhà. Sau đó bố mẹ tìm đến tận trường học, hoặc là đi báo cảnh sát luôn vì quá lo lắng, thì tụi cháu cũng mặc kệ, giống y như loài động vật máu lạnh vậy, không hề có chút tình cảm nào. Đến 6 giờ chiều thì con gái của tôi nói với tôi rằng, mẹ ơi, con đã sai thật rồi. Con là một đứa con gái hư. Con xin lỗi mẹ, con muốn làm tình nguyện viên, con muốn thay đổi. Bố, mẹ, con là đứa có tội. Con đã từng đại nghịch bất đạo, không nghe lời bố mẹ, không chăm lo học hành. Con phản nghịch nổi loạn, cãi lời. Đã 16 năm nay, con đã làm cho bố mẹ phải lo lắng và khổ sở. Con xin lỗi bố mẹ. Hôm nay nhân cơ hội này, con hứa bắt đầu từ hôm nay con sẽ học Đệ Tử Quy, bắt đầu trở thành một đứa con hoàn toàn khác. Con cũng xin thề sẽ không bao giờ coi TV nữa, con sẽ cắt đứt hoàn toàn với ác nghiệp này. Con sẽ nghe lời bố mẹ là một đứa con ngoan, mong bố mẹ cho con một cơ hội. Con sẽ không xem TV nữa. Con sẽ không bao giờ xem nữa. Hai chữ hiếu thuận không hề tồn tại trong cháu. Cháu chưa từng biết nói có ý nghĩa gì.
Không biết hiếu thuận có nghĩa là gì sao? Dạ, nó chỉ là một danh từ, không có quan hệ gì đến cháu cả. Chỉ là một danh từ, không có quan hệ gì cả, thì cháu có quan hệ gì với bố mẹ mình? Nghe không hay lắm, nhưng cháu đã xem bố mẹ mình như là bảo mẫu. Bố mẹ suốt ngày chăm lo cho cháu, nhưng trong lòng cháu không hề có bố mẹ. Có lúc đi học thì làm theo. Vì trong phim thần tượng có rất nhiều nữ sinh xinh đẹp, và khi lên lớp thì cãi lời thầy cô, có khi còn lấy phấn, chọi thầy cô. Cho nên học theo những bộ phim truyền hình đó. Trong phim truyền hình vậy cầm phấn ném thầy cô mà cháu cũng học theo à? Chúng cháu học theo, còn lấy cả vẽ lau bảng chà lên bàn giáo viên. Có lúc còn lấy keo dán, keo 502 bôi lên ghế của thầy cô. Để thầy cô mà ngồi vào thì không đứng dậy được. Chúng cháu thường xuyên chọc ghẹo thầy cô chảy mất dép hoặc khóc. Hôm đó lúc tôi đang làm việc thì trường học gọi điện tới nói là con tôi uống rượu trong trường. Phụ huynh hãy nhanh chóng đến đem con về. Uống rượu ở trường sao? Đúng thế, lúc đó nó đã uống say rồi. Sau khi đưa nó về tôi cũng dám nói với ba nó, tôi sợ bố nó sẽ đánh nó. Ngày hôm sau tôi mới nói cho bố nó biết. Lần đó bố của nó thật sự rất tức giận nên đã đánh nó thật. Thế là buổi tối nó đã bỏ đi. Tôi không ngăn cản được nó. Nó đã đi đâu? Nó đến ga phía bắc Thạch Gia Trang. Lúc đó đã hơn 12 giờ đêm rồi. Lúc gần 1 giờ sáng thì bị cảnh sát 110 bắt về và gọi điện thoại cho chúng tôi, bảo chúng tôi đến nhận con. Sau khi về nhà thì nó lại càng nổi loạn hơn nữa, càng không nghe lời chúng tôi. Sau đó chúng tôi đã nhốt nó trong phòng, không cho nó ra ngoài nữa. Nhưng sau khi chúng tôi đi ngủ thì nó ăn trộm chìa khóa của chúng tôi mở cửa rồi lại chạy đến quán Internet. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn ban tổ chức. Cũng xin cảm ơn tất cả các thầy cô giáo tình nguyện. Bởi vì lúc tôi đến đây đã bị ốm. Nhưng bác sĩ và y tá đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Cho nên hôm nay tôi mới có thể ngồi ở sân khấu này, mới có thể kể hết câu chuyện của gia đình chúng tôi cho mọi người nghe. Các vị khán giả, chúng ta vẫn còn nhớ mười mấy năm trước, thậm chí là 20 năm trước, chúng ta thường nhìn thấy trên báo, trên tạp chí, cả trên tivi cũng thường nhìn thấy một câu nói: trẻ con thời nay là tiểu hoàng đế, tiểu công chúa. Và giờ đã 20 năm trôi qua, nói cho các vị biết, tiểu công chúa, tiểu hoàng đế đều đã trưởng thành. Giờ ra sao rồi? Đã trở thành hoàng đế thật sự rồi. Đã thành người có thể lấy cả cuộc sống của chúng ta. Những đứa trẻ này sao lại trở nên như vậy? Gia đình này đến từ Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc. Con gái của họ đạt giải nhất, giải nhì cuộc thi văn toàn quốc, là tài nữ, có tài. Nhưng cuối cùng thì thế nào? Người mẹ phải quỳ dưới đất nói với con gái: giờ con cần mẹ hay cần tivi? Đứa con này nói: con cần tivi, ba với mẹ chết sớm đi, căn nhà này sẽ là của con. Chúng ta nghe được điều này. Giờ chúng ta hãy nghe kỹ cuộc phỏng vấn dưới đây, để chúng tôi giới thiệu về gia đình này một chút. Ba mẹ, vợ chồng nhà này đều là nhân công về hưu, cuộc sống không hề giàu có một chút nào. Cha mẹ của hai vợ chồng đều sức khỏe yếu, sức khỏe của cả hai vợ chồng cũng vậy. Đã từ lâu họ không hề bước lên cầu thang. Vì sao vậy? Thời gian trước đây họ bị bệnh phổi, cả hai vợ chồng đều bị bệnh đó. Trong một gia đình có hoàn cảnh như thế, mỗi tháng cả nhà đều phải dựa vào hơn 1.000 tệ của người mẹ này nuôi sống 6-7 người. Người mẹ này thật không dễ dàng chút nào. Một gia đình như thế, chúng ta thử nghĩ xem họ dạy dỗ con cái của mình như thế nào. Con gái một: tôi là một người mẹ có tội, không biết cách dạy con. Hỡi các bậc cha mẹ đang ngồi ở đây, nếu các vị đang có những vấn đề giống như tôi
thì xin các vị hãy nhanh chóng sửa đổi. Tôi đã sai rồi. Nếu các vị không chịu sửa đổi, thì con cái của các vị sẽ có hậu quả như con của tôi vậy. Đứa con này của tôi, vì chúng tôi đến tuổi trung niên mới sinh được nó, vì vậy nên chúng tôi rất yêu thương nó và đặc biệt là cưng chiều nó, tức là lúc con tổ chức sinh nhật. Mà kể cả không phải là sinh nhật của nó, nó muốn ăn KFC thì chắc chắn chúng tôi sẽ phải bất kể thời tiết như thế nào, bất kể mưa to gió lớn tuyết rơi thế nào, chúng tôi cũng phải đi mua KFC về cho nó ăn, chỉ để nó được ăn món nó thích. Chúng tôi cho rằng làm như thế là yêu con, là thương con. Lúc ăn cơm thì người lớn, bao gồm ông bà và chúng tôi là cha mẹ, đều gấp thức ăn vào chén cho nó, đem tất cả những món ngon nhất để trước mặt nó. Chúng tôi còn nhớ ngày đầu tiên luận đàm với mọi người có nói, hiện nay luân thường đạo lý đảo lộn thế nào? Các bạn nhìn ông nội xem, càng nhìn càng giống người cháu, còn đứa cháu thì càng nghĩ lại càng giống ông nội hơn. Có phải là tiểu hoàng đế không? Đúng là như vậy. Các bạn nói xem như thế thì có gì không tốt? Gia đình này đã cho chúng ta thấy rồi đây. Mọi người hãy tiếp tục lắng nghe mới có thể hiểu rõ khổ nạn của gia đình chúng ta đến từ đâu. Chúng ta thử hỏi người bố xem nha. Lúc đó ngoài trời đang mưa to đúng không? Dẫn đi mua KFC cho con. Đúng vậy. Năm nào cũng tổ chức sinh nhật cho con. Nhưng năm đó trời mưa rất to, mà con thì đòi ăn KFC cho bằng được. Tôi và mẹ nó đã nấu ăn xong xuôi cả rồi. Bánh sinh nhật cũng đã mua rồi, nhưng nó vẫn không chịu ăn, chỉ đòi ăn KFC. Con lớn đến chừng này tuổi, và sinh nhật nào tôi cũng muốn làm vừa lòng nó. Huống hồ lần này, nó chỉ muốn ăn KFC, thì chắc chắn tôi sẽ đáp ứng cho nó. Vì vậy bất kể thời tiết nào tôi cũng phải đi. Lúc đó ngoài trời đang mưa to à? Đang mưa to, nên tôi mang áo mưa chạy ra ngoài mua về cho nó. Cuối cùng lúc về nhà thì nước đã ngập gần nửa mét rồi. Mưa ướt hết cả, người lạnh run nói không nên lời. Mà nó vẫn không có một lời cảm ơn nào cả. Chỉ chạy đến lấy ăn. Chúng ta thấy rồi đó. Gia đình này đã kể cho chúng ta chuyện mà dường như xảy ra rất phổ biến trong các gia đình khác. Bây giờ bạn thấy chẳng có gì nguy hiểm, bạn cứ tiếp tục nghe. Sự nguy hiểm xuất hiện trong gia đình họ cũng đang đợi các vị đó. Đứa trẻ này đi học, đòi mẹ mua cặp sách. Trong nhà có thiếu cặp sách không? Trong nhà không thiếu cặp sách. Không những thế mà đang có đến hai cái. Cặp sách mới, chưa dùng lần nào. Lúc đó con gái tôi thì rất thích cái cặp sách mà nó nhìn thấy trong siêu thị. Cái cặp sách đó rất thời trang, là hàng hiệu. Giá lúc đó là 148 đồng. Khi ấy thì lương hưu của tôi chỉ có 180 đồng. Một tháng à? Vâng, một tháng. Lương về hưu 180 đồng, cái cặp sách đó đã 140 đồng. Cái cặp đó giá 148 đồng. Lúc đó tôi không hề ngần ngại, không hề băn khoăn khi chi tiêu số tiền đó để mua cặp sách con thích. Hơn nữa tôi làm vậy vì tôi cảm thấy là tôi đang yêu con, đang thương con. Con muốn gì thì tôi sẽ cho nó cái đó. Tôi cảm thấy làm như vậy mới đúng là yêu con. Tôi chưa từng học văn hóa truyền thống. Sau này sau khi tôi học văn hóa truyền thống, tôi mới biết làm như vậy là không đúng, là đang làm hại con. Câu nói này là chân lý. Trong Đệ Tử Quy, bạn đừng xem thường quyển sách mỏng manh đó, đó là chân lý, bạn đừng coi thường nó. Người lớn vẫn không làm được đâu. Sách đó nói gì? Lúc ăn uống, đi hoặc ngồi, người lớn trước, người nhỏ sau. Bạn nói xem, ăn ngon mặc đẹp, muốn ăn ngon mặc đẹp thì phải làm sao? Ưu tiên người lớn. Trưởng bối, cha mẹ phải xếp lên hàng đầu, phải nhường cho họ trước. Đó là đạo lý làm người, là quy củ, là luân thường tối thiểu khi làm người, là đạo đức tối thiểu của con người. Giờ làm ngược lại, có người nói vì tôi muốn cho cháu gái tôi trước, muốn cho cháu trai tôi trước, được thôi. Sau này nó sẽ lấy luôn mạng của bạn. Khi tiểu hoàng đế đó lớn lên thì bạn cũng hết cách rồi. Chúng ta hãy tiếp tục nghe một gia đình không giàu có, sung túc gì như họ. Đều là công nhân về hưu, không hề có thu nhập nào khác, chỉ hơn 1.000 đồng. Mua sữa cho ai uống đây? Chúng ta hỏi thử xem bình sữa này được uống như thế nào. Lúc đó nhà chúng tôi có cuộc sống rất khó khăn. Gia đình chúng tôi phải vật lộn sinh sống ở ngã tư đường.
Cả hai vợ chồng đều thất nghiệp. Tôi và ba nó vốn là còn có tiền lương hưu, sau đó thì thất nghiệp luôn, không còn đồng lương hưu nào cả. Lúc cuộc sống khó khăn nhất, tôi cũng chưa hề cắt sữa của con. Vẫn mỗi ngày sáng một bịch sữa, tối một bịch sữa cho nó uống. Bịch sữa này được uống như thế nào? Tôi bỏ sữa vào nồi để hâm nóng lên, rồi sau đó rót vào một cái chén. Còn tôi thì lấy số sữa còn sót lại một ít trong bao, đổ ít nước vào tráng. Vì tôi tiếc khi phải vứt bịch sữa đó, nên sau khi tráng tôi thêm nước, tôi lại rót vào một cái chén khác. Sáng sớm thức dậy lúc ăn sáng, tôi bưng số sữa này vào nhà, cho con mình uống chén sữa. Còn bản thân tôi thì uống nước tráng sữa. Nước tráng sữa? Đúng vậy. Sức khỏe của mẹ không tốt, sức khỏe của bố không tốt, sức khỏe của ông bà nội ngoại cũng không tốt. Trong nhà chỉ có chút tiền mua một bịch sữa để cho ai uống? Cho con gái uống, cho cháu gái uống. Người mẹ uống gì? Người mẹ uống nước tráng sữa. Các bạn thấy không? Thật là thương thay tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Bạn có thể nói cha mẹ này không yêu thương con sao? Yêu. Nhưng mà thế nào? Nhưng mà chúng ta phải xem kết quả. Bạn không phải nuôi dưỡng thân thể của con, còn phải dạy dỗ linh hồn của nó nữa, cho nó một giá trị quan để nó biết cách làm người. Bạn không được hại con. Không tin hả? Chúng ta hãy phỏng vấn người con này một lát. Lúc đó có biết thế nào là hiếu thuận với cha mẹ không? Cháu chưa từng biết đến cụm từ hiếu thuận với cha mẹ. Chỉ khi xem tivi thì cháu thấy hiếu thuận chính là cho mẹ tiền, cho mẹ ăn ngon mặc đẹp là được rồi. Đã là đứa con đại hiếu rồi. Vì vậy cháu cảm thấy chắc chắn là cháu không làm được như thế. Nhưng mà cháu rất ngỗ ngược. Cháu không thích hiếu thuận với mẹ, chỉ muốn chống đối với mẹ thôi. Lúc đó trong lòng cháu chỉ có bản thân. Vâng, cái gì cháu cũng là nhất, làm gì cháu cũng là nhất, rất cá nhân và ích kỷ. Chỉ cần nhìn thấy, nghe thấy thứ gì tốt nhất thì chắc chắn là bản thân phải hưởng thụ trước đã. Các vị nhìn đi, bao nhiêu tuổi, 4-5 tuổi đã như vậy rồi. Ai dạy nó? Chính bạn dạy nó. Ba mẹ, ông bà nội ngoại dạy nó. Vì vậy người tốt là do được dạy mà ra, thế thì súc sanh cũng do được dạy mà ra. Ai dạy? Chính chúng ta dạy. Nuôi mà không dạy là tội của bố. Những lỗi lầm của con cái là do chính ông bà cha mẹ dạy nó cả. Thế chúng ta có nên trách ba mẹ không? Không. Vì sao? Họ cũng chưa từng được học. Ai từng được học văn hóa truyền thống chứ? Ai từng được học phải làm bố mẹ, làm ông bà như thế nào chứ? Không ai dạy cả. Đã hơn 100 năm không ai dạy văn hóa truyền thống cả. Dưới đây chúng ta tiếp tục phỏng vấn người bố. Các vị xem, mẹ đã không làm đúng, còn bố thì sao? Bố cũng không làm đúng. Rất nhiều phụ huynh hiện nay đều giống ông bố này. Ông bố này có đặc điểm gì? Đó là thích xem tivi, đặc biệt là thích xem phim truyền hình. Tháng 6 năm nay Thạch Gia Trang chúng tôi đã mở lớp văn hóa truyền thống. Tôi đã quen biết thầy Trần. Câu đầu tiên mà tôi nói với thầy Trần chính là: nếu truyền hình và mạng Internet không thay đổi thì sẽ hủy hoại thế hệ trẻ sau này. Bởi vì truyền thông và TV đều cùng lớn lên với con cái chúng ta mỗi ngày. Nó học theo TV. Những điều tốt đẹp nó cũng học, mà những điều xấu xa nó cũng học luôn. Nó vẫn luôn tích lũy. Vì vậy lúc mà con còn nhỏ, vì tôi là người mê xem tivi. Mê xem tivi à? Vâng, mê xem tivi. Là người mê xem tivi, bình thường lúc tôi về nhà không có việc gì làm là tôi xem tivi. Ông xem tivi, còn con thì sao? Cứ về đến nhà là tôi tìm con. Lúc đó nó khoảng 3 tuổi, tôi ôm con ngồi xem tivi. Lúc đó hễ về đến nhà là tôi tìm con và cùng nó xem tivi. Nó xem không hiểu, tôi còn dạy nó tình tiết trên tivi đang diễn ra như thế nào. Cho tôi hỏi chút, lúc đó hai cha con xem phim truyền hình là phim gì? Đều là phim tình cảm, phim tình yêu, phim ngôn tình.
Chúng tôi hướng dẫn cho con, nó xem không hiểu là tôi cứ dạy nó từng chút một. Con xem không hiểu, chúng ta có thể hướng dẫn nó để nó hiểu. Vì vậy những đứa trẻ, các bạn nghe những lời này của người bố đi. Người bố này đại diện cho rất nhiều phụ huynh đó. Các bạn xem ông bà nội ngoại đi. Họ xem phim rồi nói với con cháu của mình. Ôm con cháu của mình cùng xem. Các bạn thử nghĩ đi, nó kích động như thế nào? Dạy dỗ, dạy hàng ngày. Thế thì kết quả dạy dỗ này sẽ như thế nào? Chúng ta hãy nghe tiếp. Người mẹ này sẽ kể tiếp cho chúng ta nghe. Đứa trẻ này chỉ mới có 3 tuổi đã có phản ứng. Chúng tôi sống cùng với ông bà nội. Lúc đó, con gái của tôi đã 3 tuổi rồi. Xem tivi với ông bà nội. Trên tivi đang chiếu một bộ phim truyền hình Đài Loan. Tên là Tình Thâm Thâm Vũ Mông Mông. Trong phim đó có cảnh một thiếu gia và một tiểu thư đang hôn nhau. Lúc đó tôi vừa nhìn thấy tivi chiếu cảnh đó, thì tôi liền cầm ngay điều khiển chuyển qua cảnh khác. Lúc đó ông bà nội cũng đang xem một cách say sưa. Con gái của tôi cũng xem rất chăm chú. Con gái tôi lúc đó mới 3 tuổi. Nó chỉ cao nhỉnh hơn đầu gối của tôi một chút. Nó dùng hai tay ôm lấy chân tôi. Sau đó nó nói với tôi rằng, mẹ hư, sao mẹ không để cho con xem chứ? Thời gian nói qua nói lại như thế cũng qua cảnh hôn hít đó rồi. Sau đó con gái nó nói với tôi, mẹ hư lắm, sao mẹ lại không cho con xem? Mẹ xem đi, tiếp theo chắc chắn là cô tiểu thư đó lên giường cởi đồ ngủ với vị thiếu gia đó. Lúc đó chúng tôi còn cho rằng con gái của chúng tôi rất là thông minh. Ông bà nội cũng khen ngợi cháu như vậy. Ây da, nó có thể xem hiểu phim truyền hình, được cảm thấy nó rất thú vị, rất thông minh. Lúc đó tôi cũng ý thức được rằng phim truyền hình sẽ ảnh hưởng đến con. Nhưng mà tôi cũng không hề chú ý, vì vậy nên tôi đã không hạn chế nó xem tivi. Đứa trẻ chỉ mới 3 tuổi đã nói ra được những câu như vậy mà không thấy sợ sao? Không hề, rất nhiều ông bà nội, ông bà ngoại, cha mẹ chúng ta hiện nay đều nói, hay quá. Hãy nhìn con cháu của chúng ta thông minh chưa kìa. Các vị xem, họ không nhận thức được hậu quả sẽ xảy ra. Trong Đệ Tử Quy đã dạy chúng ta cái gì? Sách nhảm nhí, chẳng nên xem, hại thông minh hư tâm trí. Nghĩa là gì? Không phải là sách hay. Chương trình TV không hay thì tuyệt đối không được để nó xem. Có gì không tốt? Hại thông minh. Tài trí thông minh của đứa trẻ đó đều sẽ bị che đậy lại, hư tâm trí, tâm hồn đó sẽ ngày càng hư hỏng. Bạn không tin hả? Đứa con trong gia đình họ sẽ làm thí nghiệm cho mọi người thấy. Bạn thấy thí nghiệm này xong sẽ biết sợ ngay, một đứa trẻ ngoan ngoãn đã bị hư hoại bởi cách giáo dục này, không ai dạy mà. Lúc 13 tuổi vào cấp 2, quý vị xem, con gái của họ bắt đầu càng có nhiều thay đổi hơn trước nữa. Lúc lên lớp 6 thì con gái tôi đã rất thích làm đẹp. Rất thích trang điểm. Lúc đó, nó đã mang những bộ quần áo gợi cảm, rồi nó soi gương. Áo quần gợi cảm? Đúng vậy, nó nói với tôi rằng, mẹ nhìn con nè, bản cô nương rất là diễm lệ yêu kiều, rất là đẹp, da cũng trắng nữa. Mẹ xem con có gợi cảm không? Lúc đó, tôi nhìn con và nói, sao con lại ăn mặc như thế? Nếu con mặc như vậy, sao đến lớp được? Lúc đó, đứa con gái tôi rất tức giận. Và nói với tôi là mẹ quê mùa quá, mẹ lạc hậu rồi, mẹ không theo kịp thời đại chút nào. Lúc đó nó đã bắt đầu tự trang điểm cho mình. Sau khi học lên cấp 3 thì bắt đầu kẻ mắt. Mắt xanh mắt đỏ, rồi đính cả hình ngôi sao kim tuyến. Lúc đó tôi rất tức giận. Tôi nói, con như thế này mà thầy giáo vẫn cho con vào lớp sao? Nó nói con trang điểm nhẹ một chút. Lúc đó chúng tôi làm cha mẹ cũng không ủng hộ con mua những thứ đó, là tiền ăn trưa. Số tiền đó là ông bà cho nó phải không? Đúng, là chúng tôi cho, bởi vì nó đi học hơi xa. Để nó mua đồ trang điểm hả? Không phải để nó mua đồ trang điểm, mà là tiền để cho nó ăn trưa. Mỗi ngày cho nó 5 đồng là đủ bữa ăn trưa. Nhưng mà nó tiết kiệm số tiền ăn trưa này. Sau khi dồn lại là nó đi mua sơn móng tay, chì kẻ mắt, rồi một số đồ trang điểm này nọ.
Nó mua mấy thứ đó. Mọi người đã nghe rồi đó. Đứa trẻ này từ lúc nhỏ đã dần lớn lên như thế. Chúng ta đã nói chuyện khoảng 10 phút. Đứa trẻ này mới 13 tuổi đầu, bây giờ nó mới 16 tuổi. 13 tuổi đã trở thành như vậy rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ phỏng vấn cô bé này. Cháu trang điểm cho bản thân để trở nên gợi cảm. Hàng ngày xem tivi, chú muốn hỏi cháu, tivi đối với một học sinh như cháu thì nó quan trọng đến mức nào? Rất quan trọng. Nếu xét theo 100% thì nó phải chiếm đến 90%. Tivi chiếm đến 90%? Vâng. Bạn bè của cháu cũng giống như vậy hay sao? Bạn bè xung quanh cháu lúc đi học thường viết giấy cho nhau. Các bạn thường bàn về những nội dung trong phim truyền hình trên tivi, gồm cả những phim tình cảm, phim thần tượng, phim tình yêu, cả những nhân vật chính nữa, tình cảm của họ phát triển như thế nào. Bàn luận rất chi tiết, không có chút tâm trạng nào để học, tức là không hề nghe giảng. Lúc cháu lên lớp thì suy nghĩ những chuyện gì? Cũng nghĩ đến tình tiết của phim. Đúng thế, vì cháu đặc biệt yêu thích phim thần tượng, mỗi nhân vật chính trong phim đó. Tiếp theo là sẽ xảy ra tình tiết như thế nào, cháu chăm chú vào những bộ phim nhiều hơn là chuyên tâm vào việc học. Cháu cảm thấy phim truyện thú vị hơn, còn việc học không thu hút được sự chú ý của cháu. Chú hỏi thêm một chút nha, các cháu đến trường có nhiều cặp đôi yêu nhau không? Ở cấp 2 ấy. Rất phổ biến, tức là trong mỗi lớp học hầu như là nếu vẫn chưa có người yêu thì đó là việc rất là mất mặt. À, chưa có người yêu là việc rất mất mặt à? Vâng, nếu chưa có người yêu thì bạn bè sẽ giúp đỡ rất nhiệt tình. Sẽ giới thiệu đến mấy đối tượng cho bạn đó, nếu không thích người này thì sẽ giới thiệu người khác. Tức là nếu có bạn nào chưa có người yêu thì sẽ có người giới thiệu cho bạn đó hả? Vâng ạ. Ở cấp 2? Vâng, hiện tượng này rất phổ biến ở cấp 2. Rất phổ biến. Chúng ta đã nghe rồi đó. Nhà nào cũng có tivi, nhà nào cũng xem cả. Ai bật tivi lên xem là phụ huynh. Tự tay bật lên, quý vị xem trên tivi đang chiếu những cái gì? Chúng ta tiếp tục hỏi cô bé này. Các cháu ngỗ ngực như thế, cũng không chịu học hành, chỉ muốn ăn mặc thật gợi cảm. Trang điểm giống như các minh tinh. Mọi người đều rất hâm mộ thần tượng đúng không? Vâng ạ, lúc nào cũng cảm thấy bọn họ là mục tiêu lớn nhất của chúng cháu. Lớn lên chắc chắn tụi cháu sẽ là những viên chức nhà nước, chắc chắn sẽ có công việc tốt, kiếm được rất nhiều tiền. Sau đó tìm một anh người yêu thật đẹp trai, thật có khí chất. Tóm lại là cảm thấy tương lai rất tốt đẹp. Chúng ta nghe thấy những điều này chỉ mới là sự khởi đầu nỗi đau trong gia đình họ mà thôi. Sau này, cô bé này thích xem tivi, mặc dù cô bé thi văn toàn quốc đạt kết quả rất cao, cũng rất tài hoa. Nhưng như thế nào đây? Thiếu tính người. Nó không biết cách làm người, không ai dạy nó. Tôi nhớ người mẹ này đã kể cho chúng tôi rằng tắt tivi để nó tập trung học nhưng không được vì nó lại bật lên, tắt đi bật lên, tắt đi bật lên. Kết quả là thế nào? Người mẹ này phải quỳ trước mặt con gái mình, lúc đó cô con gái chỉ mới 14 tuổi. Con gái của tôi đúng là học hành rất giỏi. Lúc đó chúng tôi cho rằng việc xem tivi chỉ cần nó chăm chỉ học hành, không ảnh hưởng đến việc học hành của nó là được, chứ không quản lý một cách nghiêm khắc. Sau đó thì nó mê mẩn với phim truyền hình, cứ xem hết tập này đến tập khác. Mỗi ngày sau khi đi học về đến nhà là xem tivi trước, sau khi xem tivi xong rồi thì mới làm bài tập. Có lần cũng sắp đến kỳ thi rồi, lúc đó tôi không cho nó xem tivi, tôi bảo nó tắt tivi đi, nó liền cãi lại tôi ngay. Hơn nữa lúc đó nó cũng cao ngang bằng tôi rồi. Tôi có đánh nó cũng đánh không nổi. Tôi nói nó cũng không nghe. Lúc đó tôi tắt tivi đi, nhưng nó lại bật lên. Tôi muốn đánh nó thì nó dùng hai tay giữ chặt tôi lại, không cho tôi cử động. Vì vậy lúc đó tôi rất tức giận. Tôi cứ nghĩ đứa con này của chúng tôi sao lại thành ra như thế này. Lúc đó trong lòng tôi cũng đã nghĩ đến việc quỳ xuống trước mặt đứa con gái này. Tôi nghĩ tôi quỳ xuống rồi thì nó chắc chắn sẽ không xem tivi nữa và sẽ học bài. Nhưng mà người làm mẹ như tôi đã tự đánh mất đi sự tôn nghiêm của một người mẹ. Lúc đó tôi chỉ muốn là nó không xem tivi nữa, nên tôi mới quỳ xuống trước mặt con gái mình. Tôi nói là
mẹ cầu xin con đừng xem tivi nữa. Khi tôi quỳ trước mặt nó, thật sự là tôi không hề muốn làm như vậy. Bởi vì sau khi trưởng bối quỳ lại hậu bối, hậu bối sẽ bị tổn thọ. Tổn thọ cho đứa con này. Thật là. Lúc đó tôi đã quỳ xuống, nhưng mà con gái của tôi không hề để ý gì đến tôi. Nó không nghĩ vì sao mà mẹ nó phải quỳ xuống. Lúc đó tôi quỳ xuống, còn nó thì vẫn ngồi đó xem tivi. Tôi vẫn quỳ bên cạnh nó. Sau đó tôi thấy nó không hề đếm xỉa gì đến mình. Tôi bèn hỏi nó một câu. Tôi nói, con gái à, con cần tivi hay con cần mẹ? Mẹ muốn con trả lời mẹ. Lúc đó con gái tôi trả lời ngay. Nó nói, mẹ à, con cần tivi, con không cần mẹ đâu. Lúc đó, tôi thực sự là rất đau lòng. Sau đó, đứa con này còn nói thêm một câu càng khiến cho cha mẹ đau lòng hơn nữa. Nó nói là ba mẹ chết sớm đi. Sau khi ba mẹ chết đi, thì chỉ có mình con ở trong căn nhà này. Căn nhà này sẽ thuộc về con, không có ai quản lý con nữa. Con sẽ được tự do. Nó nói, mẹ à, mẹ đi đi, mẹ dọn ra ngoài sống đi. Sau đó con gái tôi lôi tôi ra ngoài. Lúc đó tôi giận lắm. Tôi nghĩ là tôi đã nuôi nó lớn đến chừng này, sữa cũng để dành cho nó uống. Lúc đó con gái tôi lại nói với tôi, mẹ cứ suốt ngày đau chỗ này mệt chỗ kia, sao mẹ không uống sữa? Mẹ làm cho bản thân ra nông nổi này, cứ suốt ngày kêu rên đau này đau nọ. Tôi rất đau lòng. Tôi đã yêu thương nó hết lòng. Tôi đã cưng chiều nó hết mực. Đó đều là những việc mà bậc cha mẹ chúng tôi nên làm. Nhưng mà các vị ngồi ở đây ơi, các vị cũng thấy tôi đang lau nước mắt đó. Nhưng mà tôi đã không làm thế đối với cha mẹ mình. Tôi đã không hết lòng yêu thương cha mẹ mình. Tôi sai rồi. Tôi có lỗi với cha mẹ mình. Tôi không cho họ uống sữa như con của mình. Sau khi tôi học văn hóa truyền thống, tôi mới biết người lớn trước, người nhỏ sau. Tôi đã đảo lộn luân thường đạo lý này, đã đảo lộn trật tự này, đã nuôi dạy con gái tôi trở thành một tiểu hoàng đế. Cuối cùng nó còn đuổi cả mẹ nó ra khỏi nhà. Chúng ta nghe nỗi đau của cuộc đời không phải là không có nguyên nhân. Nguyên nhân chính là đánh mất giáo dục. Giáo dục còn quan trọng hơn gấp vạn lần tiền bạc. Tiền không còn là cái gì cả. Nếu đứa con này ở trong gia đình có nhiều tiền hơn thì sẽ gây ra họa càng lớn hơn nữa. Vì vậy, chúng ta sẽ phát hiện ra vấn đề của giáo dục hiện nay nằm ở đâu. Chính là không có sự liên kết với nhân tính. Nếu liên kết được với nhau thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng hiện nay giáo dục ở trường học cũng có vấn đề rất lớn. Vậy cho bọn trẻ những điều gì? Bình đẳng, dân chủ, phải cho chúng nó tự do. Quý vị không tin hả? Chúng ta sẽ tiếp tục phỏng vấn đứa trẻ này. Các cháu đã học làm như thế nào để chung sống với bố mẹ, với thầy giáo ở trường học, ở trên TV như thế nào? Ở trường học, ở trên TV đã dạy bọn cháu phải đối phó với bố mẹ như thế nào? Phải đấu tranh với bố mẹ như thế nào? Những giờ giải lao ở trên lớp, các bạn học còn cùng nhau bàn luận làm thế nào để né tránh sự giám sát của bố mẹ, sự quản thúc của bố mẹ. Tiếp theo là sau khi tan học làm thế nào để tránh bố mẹ, tìm rất nhiều lý do để làm cái cớ để đi chơi, đến quán internet để khỏi phải về nhà. Các bạn học trao đổi những kinh nghiệm này với nhau sau, làm thế nào để đối phó với bố mẹ? Đúng thế ạ. Có tin tức gì mới nhất cũng phải thông báo với tụi cháu trước tiên. Học tốt đệ tử quy, làm người tốt. Bạn đang xem chương trình đặc biệt của Luận đàm Văn hóa Truyền thống Trung Hoa, Giáo dục Thánh Hiền, Thay đổi Số phận. Trường học dạy gì cho phụ huynh? Chúng ta tiếp tục nghe. Quý vị nói xem gia đình này quá vô đơn chị. Đứa con này đã không biết cách làm con, không biết cách làm người rồi. Ở trường lại dạy nó như thế nào đây? Tôi thật sự là không quản lý được nó.
Đứa con gái này thật sự rất không nghe lời. Nên sau đó tôi đã tìm đến chuyên gia giáo dục, tìm đến lãnh đạo của nhà trường. Sau đó trường học đã tổ chức một cuộc họp phụ huynh, cũng là một cuộc họp báo cáo chuyên đề làm thế nào để giáo dục con cái, do một vị giáo sư giảng. Nói rằng học sinh cấp 2 hiện nay rất trưởng thành rồi, nên không được đánh con, phải làm bạn với con, phải cho nó tự do và dân chủ, phải cho nó bình đẳng, phải tìm cách để hiểu con, như thế thì con cái sẽ không bỏ nhà ra đi, và gia đình có thể hòa thuận hơn. Sau khi nghe xong báo cáo chuyên đề đó, tôi đã suy nghĩ cả một ngày. Tôi nghĩ, người làm mẹ như tôi rốt cuộc là đã làm sai ở chỗ nào. Sau đó tôi bắt đầu xem lại bản thân mình. Nhưng mà tôi vẫn cứ suy nghĩ là tôi đã làm sai ở chỗ nào. Tôi đã xem lại bản thân mình. Tôi thấy bản thân mình có chỗ làm không đúng, nên đã xin lỗi con gái mình. Chỉ vì muốn hiểu nó hơn, người làm mẹ như tôi cũng đã rất tận tâm, cũng rất cẩn thận. Tôi thích viết nhật ký trưởng thành của con. Hôm nay tôi cũng có mang đến một quyển, có viết một đoạn thế này. Chúng ta đã thấy gia đình của họ đang nằm trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng. Sau đó lại xuất hiện thêm giá trị quan phương Tây dạy họ phải dân chủ, bình đẳng với con cái. Quý vị xem vậy như thế nào? Ây da, đứa trẻ này chẳng những không thấy được sai lầm của mình, ngược lại là người mẹ còn phải nhận lỗi với con. Quý vị nói xem có đạo lý nào như vậy không? Chúng ta hãy nghe xem lúc đó người mẹ này đã nhận lỗi và xin lỗi như thế nào. Tôi đã tổng kết 10 điều. Nếu mẹ làm tổn thương lòng tự trọng của con, thì con hãy tha thứ cho mẹ. Mẹ sẽ học cách cho con quyền dân chủ để con có tự do và bình đẳng. Nếu con hỏi mẹ sẽ lựa chọn làm mẹ của con hay làm bạn của con, chắc chắn mẹ sẽ trả lời là mẹ sẽ luôn làm bạn của con trước, rồi sau đó mới làm mẹ của con. Người mẹ có lỗi. Chúng ta vỗ tay thì được, nhưng không được học theo họ. Học theo họ thì phiền phức to đó. Vừa nãy người mẹ này đã kể trước tiên mẹ không phải là mẹ của con, là bạn của con trước đã. Quý vị xem, hồ đồ đến mức độ nào rồi? Có thể trách người mẹ không? Không trách được, tại sao vậy? Giáo sư dạy như vậy mà. Lúc đó có rất nhiều phụ huynh tham gia phải không? Đúng thế, hơn 3.000 người. Tốt, dùng phương pháp dân chủ, phương pháp bình đẳng với con cái. Chúng ta hãy xem thử con của họ trở thành người như thế nào. Dùng phương pháp giáo dục của phương Tây đã khiến tôi mất đi sự tôn nghiêm của người mẹ, cũng mất đi quyền lực của người làm mẹ. Sau đó dạy dỗ đứa con này càng ngày càng không nghe lời, cho nó dân chủ và tự do, thì con gái của tôi càng thêm ngỗ ngược. Nó có thể nổi nóng chỉ vì một chuyện rất nhỏ, tranh cãi với tôi cũng vì những chuyện nhỏ nhặt. Nó cứ nói với tôi là con muốn được bình đẳng, con muốn được tự do. Có lúc xảy ra một chuyện gì đó là nó đóng cửa nhà lại, sau đó dán lên cửa một tờ giấy, trên giấy viết là xin đừng làm phiền, không phận sự miễn giao. Lúc đó tôi rất tức giận. Tôi đã nuôi con đến 17 tuổi rồi mà giờ chỉ là một người không phận sự. Ngôi nhà này vốn là của tôi mà, nhà của tôi lại không thể vào. Sau đó tôi cho nó sự bình đẳng thì nó càng thay đổi khó dạy. Nó không còn chăm chỉ học hành nữa, còn lén đến mấy quán internet. Chúng ta nghe rồi đó, đây không phải là hiện tượng cá biệt. Gia đình của họ cũng có bạn bè. Bạn bè của người mẹ này đã giáo dục con trai của mình như thế nào đây? Đồng nghiệp của tôi cùng nhau tổ chức buổi tọa đàm phụ huynh này. Lúc đó con trai của họ được 13 tuổi. Họ về cũng đã sử dụng phương pháp dân chủ này, sử dụng phương pháp giáo dục của phương Tây. Lúc đó con trai của cô ấy đã nói với cô ấy rằng Mẹ có thể đi siêu thị, đi chợ đêm. Còn con có thể đến quán internet, con có thể đến sàn nhảy, con có thể đi hết. Chúng ta bình đẳng mà. Sau đó người mẹ này đã nói với con trai mình rằng
quán Internet không tốt. Những nơi đó có đủ loại người, con đừng đến những nơi đó. Con trai của cô ấy liền nói với cô ấy rằng, mẹ à, con vẫn cứ đến đó. Mẹ có thể đi ra ngoài chơi thì con cũng có thể đến quán Internet. Mẹ còn phải cho con tiền nữa. Cô ấy nói với con trai là hôm nay mẹ không thể cho con tiền, con không được đến những nơi đó. Quán Internet, quán bar đều là những nơi con không thể đến. Mẹ không thể cho con tiền. Lúc đó cậu con trai nói với cô ấy là con và mẹ đều bình đẳng. Nếu mẹ không cho con thì mẹ biết sao không? Con có thể đánh mẹ. Lúc đó mấy tuổi? 13 tuổi. Sau đó nó đã tát mẹ nó 3 cái. Rồi nó nói với mẹ nó rằng, con không làm bạn với mẹ nữa đâu. Quý vị đã nghe, chính là câu hỏi đã đặt ra cho quý vị trong ngày đầu tiên. Đứa con 13 tuổi có thể tát mẹ mình 3 cái. Xin hỏi 10 năm sau, 23 tuổi, nó đâm mẹ mình 3 nhát. Các vị có thấy lạ nữa không? Có thấy ngạc nhiên không? Không có gì ngạc nhiên cả. Chỉ vì không xin được tiền mẹ, một lưu học sinh 25 tuổi từ nước ngoài về đã dùng dao gọt trái cây đâm mẹ mình liên tiếp 9 nhát khi mẹ đến đón ở sân bay. Hiện nay kẻ tình nghi đã bị bắt vì tội hình sự, còn mẹ của cậu ta đến nay vẫn chưa qua cơn nguy kịch. Sự việc xảy ra vào lúc 8:30 tối ngày 1 tháng 4, bà cố đến sân bay quốc tế Phố Đông đón con trai là Uông Mổ đang du học tại Nhật Bản trở về. Hai mẹ con đã nảy sinh cãi giả về vấn đề học phí ở sân bay. Uông Mổ đã rút con dao gọt trái cây từ hành lý mang theo và đâm mẹ mình. Lúc ở sân bay, bà vẫn cứ nói là không có tiền hoặc là không cho tôi tiền, nói rằng chỉ còn cái mạng này. Nói ra những lời như vậy, lúc đó trong đầu tôi trống rỗng, nên tôi đã rút dao đâm bà ấy. Theo như lời kể của người nhà, Uông Mổ đi du học ở Nhật Bản 5 năm, không hề đi làm thêm. Tất cả các chi phí đều dựa vào 7.000 đồng tiền lương hàng tháng của mẹ là bà cố. Vì con trai, bà đã nhiều lần vay tiền bạn bè. Lần này có thể bà không vay mượn được nữa. Bình thường, bà ấy rất che chở cho con trai của mình. Chúng tôi cũng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Sau khi sự việc xảy ra, bà cố vì bị đâm 9 nhát dao đã được bảo vệ sân bay đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ngày 8 mới rời phòng cấp cứu về phòng bệnh bình thường. Nhưng người nhà cho biết tình hình sức khỏe của bà vẫn chưa được khả quan. Điều khiến người ta không hiểu nổi là Uông Mổ đã bị truy tố hình sự. Lúc nói đến mẹ mình vẫn tỏ ra rất lạnh nhạt và bình thản. Hy vọng rằng chúng tôi vẫn có thể duy trì được mối quan hệ mẹ con. Dân súc sanh do dạy dỗ mà ra, người tốt cũng do dạy dỗ mà nên. Chỉ vì bạn không dạy cho nó đạo nghĩa, làm người như thế nào, không liên quan gì đến tiền bạc, nhà cửa, xe cộ. Hai ngày hôm nay, chúng ta thấy trên tin tức của báo chí TV đều có tin này. Gia đình có tiền, sinh viên năm thứ tư, lái xe đụng phải người ta. Lúc xuống xe thấy người ta vẫn còn sống, liền cầm dao đâm 8 nhát, khiến cho người này chết ngay tại chỗ. Hiện nay trên mạng và các kênh thông tin đều đang đưa tin này. Sinh viên năm thứ tư. Chúng tôi vừa nhận được tin, hôm nay Tòa án Nhân dân tối cao tỉnh Thiểm Tây đã xử công khai vụ án Dược Gia Khân có ý giết người và tuyên án với tội danh có ý giết người. Bị cáo Dược Gia Khân sẽ bị xử tử hình. Động cơ và thủ đoạn gây án của Dược Gia Khân vô cùng tàn nhẫn, tình tiết vô cùng tàn độc, tội ác vô cùng nghiêm trọng. Dược Gia Khân dù phạm tội lần đầu và đã ra tự thú nhưng không thể vì vậy mà xử phạt nhẹ hơn. Được sự phê chuẩn của Tòa án Nhân dân tối cao, Dược Gia Khân phạm tội có ý giết người hôm nay tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây đã bị xử tử hình theo pháp luật. Sinh viên piano cấp 10, Học viện Âm nhạc trở thành tội phạm. Từ nhỏ, cuộc sống của tôi hầu như ngoài việc học thì là đàn piano. Mẹ kèm tôi học piano. Lúc còn nhỏ, mỗi tuần vì tập đàn mà mẹ đều đánh tôi. Mẹ lấy cớ là không muốn tôi bị áp lực học hành, nên vừa về đến nhà lập tức đàn trước. Tập đàn xong mới làm bài tập. Tôi sợ làm bài tập không xong. Giờ nghỉ giải lao hồi học ở tiểu học, ngoài đi vệ sinh ra thì tôi không rời khỏi chỗ của mình. Tôi phải luôn cố làm xong bài tập về nhà. Có một thời gian bố thấy thành tích học tập của tôi không tốt, không cố gắng học nên đã nhốt tôi trong tầng hầm. Trừ những lúc ăn cơm là có thể lên nhà. Thời gian còn lại đều phải ở trong phòng dưới tầng hầm. Tôi thấy mình không có hy vọng gì cả. Ngày nào cũng áp lực rất nặng nề. Tôi luôn muốn tự sát.
Lúc vào đại học, tôi muốn họ được tự hào về tôi, nên lúc rảnh rỗi tôi còn nhận dạy đàn cho trẻ con. Lúc học năm thứ hai, tôi hầu như không còn thời gian học tập, luyện đàn và dạy bọn trẻ nữa. Dạy khắp nơi, dạy xong đứa này rồi lại dạy đứa khác, tối nào cũng phải 11 giờ đêm mới về đến nhà. Cuối tuần thứ bảy, chủ nhật đều không ở nhà, nghỉ hè, nghỉ Tết cũng đi dạy ở bên ngoài. Học năm thứ hai, áp lực học tập cũng rất lớn. Dạy bọn trẻ học đàn cũng tương đối mệt. Hồ đồ đến, hồ đồ đi. Cuộc đời con người đáng buồn, đáng thương, đáng trách. Tất cả mọi người xin hãy tỉnh ngộ. Chúng ta đã thấy cho con cái tiền bạc xe cộ, gia đình có tiền của gì thế, nhưng kết quả thế nào? Nó ra ngoài giết người. Nguyên nhân từ đâu? Là do bạn dạy đó. Nội dung không hiểu làm người là như thế nào. Quý vị xem đi. Dân chủ, bình đẳng, tự do, mở cửa. Dáng vẻ học sinh thời nay. Dân chủ, bình đẳng, tự do, mở cửa. Gia đình này đã cho con họ những điều đó. Con gái của họ bắt đầu tự do rồi. Buổi tối lén đi ra ngoài. Đi đâu vậy? Đến quán internet. Đêm không về. Cả hai vợ chồng khi thấy thị, thấy đứa con gái cưng, cô con gái độc nhất không có ở nhà, 12 giờ đêm phải làm sao? Không còn cách nào, ra ngoài tìm thôi. Bất kể là sức khỏe của mình như thế nào, cũng phải đạp xe đi tìm con về, tìm con gái về. Chúng ta nghe xem họ tìm như thế nào. Con gái của tôi, buổi tối nó lén ra khỏi nhà đến quán internet. Mỗi ngày, chúng tôi đi làm về đã rất mệt mỏi. Về nhà là tôi chỉ muốn ngủ. Sau khi tôi ngủ, con gái tôi thấy tôi đã ngủ rồi, thì nó lén chạy ra ngoài. Hai ngày đầu tôi cũng không phát hiện ra. Sau đó thì tôi phát hiện ra. Cứ nửa đêm là nó lén ra ngoài đến hơn 4 giờ sáng mới về. Ngày hôm đó, nó cũng lén ra ngoài lúc nửa đêm. Lúc tôi phát hiện thì thấy nó để con gấu bông to nằm trên giường của nó rồi đậy chăn lại. Giống như có người đang nằm vậy. Nếu không nhìn kỹ thì sẽ nghĩ rằng nó đang ngủ trên giường. Nó đã lẻn ra ngoài để đến quán internet rồi. Lúc đó chúng tôi nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ sáng. Nó vẫn chưa về nhà nên tôi gọi điện thoại cho ba nó. Sau đó tôi và ba của nó cùng nhau đi tìm. Thời đó những quán internet ở chỗ chúng tôi đều là 5 tầng, 6 tầng, 7 tầng. Mà mấy quán internet này thì lại không có thang máy. Ba của nó thì bị bệnh cao huyết áp, tôi thì bị bệnh tim. Quý vị nghĩ xem, lúc đó con gái của tôi 17 tuổi, một đứa con gái 17 tuổi ở ngoài đường vào giờ đó, thì người làm cha làm mẹ như chúng tôi không thấy lo sợ hoang mang sao được. Vì vậy chúng tôi phải đi tìm, đi hết quán này đến quán khác. Ba của nó giống như đi leo núi vậy. Cứ trèo lên từng bậc cầu thang. Vì ba của nó rất thương tôi. Do tôi bị bệnh tim, nên ba của nó bảo tôi đứng đợi ở dưới để ông lên tìm con. Chồng của tôi năm nay cũng đã 50 tuổi rồi, mà cứ phải trèo lên từng bậc giống như đang trèo lên núi Thái Sơn vậy. Đi tìm đến mấy giờ? Tìm đến hơn 4 giờ sáng. Trời cũng sáng rồi. Đã đi hết các quán internet rồi, nhưng vẫn không tìm ra được con gái tôi. Lúc đó, chồng tôi mệt đến nỗi mặt trắng bệch ra. Ông ấy bị cao huyết áp, còn hai quán internet nữa vẫn chưa tìm. Nhưng chồng tôi nói với tôi rằng, tôi thực sự là không còn sức nữa rồi.
Chúng ta đừng tìm nữa. Tôi không cần đứa con gái này nữa đâu. Chúng ta về nhà thôi. Và vợ chồng tôi đã lựa chọn cách buông tay. Hai vợ chồng nhà này đều đã 50 tuổi rồi, bị bệnh tim, bệnh cao huyết áp. Quý vị nói xem, đứa con trở nên như vậy thì phải sống làm sao? Quý vị có thể nói là ra ngoài kiếm tiền, phải leo cầu thang suốt đêm, tất cả các quán internet trong thành phố đều tìm đến. Một đứa con như thế, quý vị phải làm thế nào? Vì vậy, chúng ta phải biết rằng, cái mạng này không phải là của chúng ta. Ngày đầu tiên chúng tôi đã nói với quý vị rồi, cái đầu tiên là con cháu bất hiếu. Cái mạng của bạn cũng thế, cái mạng của bạn thuộc về ai? Thuộc về con cháu bất hiếu. Nó nói lấy mạng của bạn là lấy mạng của bạn ngay. Sau đó thì sao? Sau đó, con gái của tôi, tự nhiên hôm đó, con gái của tôi bỏ đi với một người bạn nó quen ở trên mạng. Nó lấy tất cả tiền tôi dành dụm ở trong tủ, trong học bàn. Nó lấy hết cả. Nó lấy hết tiền bỏ nhà đi. Lúc đó tôi cũng không biết là nó bỏ đi đâu. Chúng ta phỏng vấn cô con gái này một lát. Quý vị xem, được tự do, được bình đẳng, được dân chủ tốt rồi. Phát cuồng luôn. Giờ chúng ta hỏi cô con gái 16 tuổi là cô đã bỏ đi đâu? Cháu đến một nơi không xa Thạch Gia Trang. Tức là rời khỏi thành phố đến một thành phố khác à? Vâng ạ. Đã làm những gì? Cháu đã quen một người bạn ở trên mạng. Là con trai à? Vâng, là con trai cũng bằng tuổi cháu. Cháu đã từng gặp cậu ta chưa? Cháu chưa từng gặp anh ấy. Chưa từng gặp cậu ta? Đúng ạ. Mà cháu đã đi tìm cậu ta à? Vâng. Cháu muốn làm gì? Vì cháu thấy rất hợp với anh ấy. Anh ấy thích chơi máy tính, chat QQ. Cháu cũng thích lên mạng, cũng thích xem TV. Hơn nữa, anh ấy xem TV còn lợi hại hơn cả cháu. Vì ở nhà ba mẹ cháu lúc nào cũng ngăn cản cháu, không cho cháu xem TV, không cho cháu chơi máy tính thì cháu đi ra ngoài. Vì có người chơi với cháu mà, và cháu đã bỏ nhà đi đến Bảo Định. Cháu định sống ở Bảo Định bao lâu? Lúc đó tụi cháu đang nghỉ hè. Cháu định sống ở ngoài cho đến lúc khai giảng năm học mới rồi sẽ về. Sống cùng với người bạn quen trên mạng mấy tháng rồi về nhà. Quý vị xem đi, bây giờ đứa trẻ mới 16 tuổi mà đã to gan đến thế rồi. Chúng ta hỏi tiếp. Lúc cháu bỏ nhà đi, có bao giờ cháu nghĩ rằng cháu bỏ nhà đi thì ba mẹ có còn sống nổi hay không? Tâm trạng của họ như thế nào? Lúc đó cháu có nghĩ đến không? Dù sao thì họ còn có thể sinh thêm một đứa con trai hoặc con gái khác, không cần cháu nữa rồi mà. Thì cháu ra ngoài tự sinh tự diệt. Có thể ra ngoài tự sinh tự diệt? Vâng ạ. Chị mới 16 tuổi. Bây giờ chúng ta thử nhìn lại cuộc phỏng vấn này. 20 phút vừa qua chúng ta đã nghe rõ một cuộc đời. Bố mẹ đã qua 50 tuổi, đứa con 16 tuổi. Bắt đầu từ 3-4 tuổi cho đến lúc 16 tuổi. Mười mấy năm, một gia đình hoàn chỉnh, một đứa con ngoan ngoãn, sao lại thành ra như thế này? Giờ chúng ta đã hiểu chưa? Giáo dục, không phải tiền mà là giáo dục. Đáng sợ quá. Cuối cùng cũng tìm ra đứa con. Người bố lo lắng đến phát điên. Cuối cùng tìm được rồi. Sau khi tìm được con rồi thì phải làm sao? Nó vẫn bị mấy trường đuổi học, vì đánh nhau, uống rượu. Cuối cùng đứa con đã đi đến bước này rồi. May mà vào tháng 6 năm nay, Thạch Gia Trang tổ chức buổi luận đàm. Lần tổ chức luận đàm này, gia đình họ được phát mấy vé. Nói về việc nhận thức lại văn hóa truyền thống Trung Hoa, rất hay. Sau đó, tôi đã gọi điện cho chồng tôi, nói với ông ấy là hãy đưa con gái của chúng tôi đến đây. Lúc đó chồng tôi nói chỉ sợ là đứa con gái này không chịu đến. Tôi nói bằng bất cứ giá nào, kể cả trói nó lại cũng phải đưa được nó đến hội trường này để nghe buổi luận đàm. Lúc đó chồng tôi đã nói là từ bỏ đứa con gái. Nhưng dù thế nào thì ông ấy vẫn là ba của nó. Ông ấy cũng không nhẫn tâm từ bỏ con mình, nên đã đưa con gái tôi đến hội trường. Lúc đó sau khi đến hội trường, con tôi đã nghe bài giảng của Ngưu Văn Vinh, nghe cả đoạn phim của Lưu Danh là sinh viên đại học 29 tuổi.
Con gái của tôi đã rất cảm động. Lúc đó, nó nói với tôi là, mẹ ơi, con sai rồi, con thật có lỗi với mẹ, con sẽ sửa đổi. Ngày hôm đó, sau buổi luận đàm văn hóa truyền thống, lúc ra về, mỗi người ra về đều được phát một đĩa CD và một quyển sách. Sau khi về nhà, ngày hôm sau con gái của tôi đã không còn xem TV nữa. Chỉ suốt ngày xem đĩa CD đó, đĩa CD luận đàm văn hóa truyền thống Trung Hoa. Sau khi xem xong, khoảng hơn 6 giờ chiều, con gái của tôi đã quỳ trước mặt tôi và nói rằng, mẹ ơi, con có lỗi với mẹ rất nhiều, con không phải là con người, con sai rồi. Con muốn làm nhân viên tình nguyện, con sẽ cố gắng học văn hóa truyền thống. Sau đó cả nhà chúng tôi, buổi luận đàm này đã cứu sống cả nhà tôi, cứu con gái tôi, còn cứu cả cha mẹ tôi nữa. Quý vị đã nghe, một đứa trẻ như thế, có thể dạy dỗ nó được nữa không? Có thể dạy dỗ nó được, không sao cả. Chỉ cần chúng ta có lòng tin, nhân chi sư tánh bổn thiện. Hôm nay cô bé muốn nhờ khán giả ngồi tại đây, các vị trưởng bối làm chứng cho cô bé. Cô bé muốn khấu đầu nhận tội với cha mẹ của mình. Chúng ta hãy làm chứng nha. Bố mẹ, con đã từng là một tội nhân. Con đại nghịch bất đạo. Con làm ngược với tâm nguyện của bố mẹ. Con không chăm chỉ học hành. Con đánh nhau, uống rượu ở trường học. Con là một đứa con rất ngỗ ngược, là đứa con không còn thuốc chữa. Trước đây con không hiểu thế nào là hiếu thuận. 16 năm nay, bố mẹ đã già đi bao nhiêu tuổi? Các vị khán giả, chúng ta đã chứng kiến cảnh vừa rồi. Quý vị xem, một đứa con không khác gì súc sanh, nhưng đã có được những thay đổi như ngày hôm nay. Vừa rồi, có một khán giả đã viết giấy cho chúng tôi. Ông ấy nói rằng, con người không thể có đấu tranh. Đúng thế, nhân chi sư tánh bổn thiện, không cần đấu tranh. Giá trị quan của phương Tây hiện nay nói đến cạnh tranh. Quý vị xem, con cái hiện nay đấu cái gì với bố mẹ, đấu xem ai chết trước. Ai chết sớm thì tôi đã bớt đi một đối thủ cạnh tranh rồi. Căn nhà này là của tôi rồi. Con cái sẽ đấu với quý vị như thế đó. Mong quý vị chết sớm. Vì vậy vừa rồi quý vị đã thấy đó, một đứa con ngỗ ngược đến như thế mà vẫn có thể thay đổi được, đã chứng minh cho quý vị khán giả ở đây, chúng ta phải có lòng tin, phải có lòng kiên định. Nếu không thì làm sao có thể cứu được con cái của quý vị. Dùng phương pháp này thật sự rất hiệu quả. Chúng tôi còn nói cho mọi người biết, con cái của chúng ta cũng làm theo rồi, cũng học theo rồi. Mà một thời gian sau lại chứng nào tật nấy. Không sao cả, việc gì cũng cần phải có quá trình. Con gái của họ năm nay 16 tuổi, cũng giống như một tảng băng bị đông cứng mười mấy năm. Muốn làm nó tan chảy cũng cần phải có thời gian. Quý vị làm cha mẹ không nên quá sốt ruột. Sao con của chúng ta đến giờ vẫn chưa tan chảy? Quý vị đã đóng băng nó 16 năm. Nếu đóng băng nó hơn 20 năm thì sao? Làm sao có thể tan chảy trong một ngày? Phải có một quá trình, chúng ta phải kiên nhẫn. Vì vậy con gái của họ cũng thể lặp lui lặp tới bao nhiêu lần. Không lâu trước đây vẫn còn làm bố mẹ tức giận. Giờ đây cô bé đã phát triển theo chiều hướng tích cực. Nếu muốn con cái của chúng ta thay đổi theo chiều hướng tốt, cần phải có điều kiện gì không? Có. Điều kiện tiền đề quan trọng nhất là bố mẹ phải sửa đổi trước. Bố mẹ thay đổi, tạo điều kiện, tạo môi trường tốt trong gia đình, thì đứa trẻ đó sẽ thay đổi rất nhanh. Cuối cùng chúng ta hãy mời gia đình này nói vài câu cảnh báo cho mọi người. Hiện nay những đứa trẻ có vấn đề chiếm tỷ lệ bao nhiêu ở đất nước chúng ta thì tôi không biết. Nhưng trong gia đình thì mỗi gia đình chỉ có một con, điều này thì chắc chắn 100%. Khi một đứa trẻ bắt đầu có vấn đề, sẽ làm buồn lòng rất nhiều người. Chúng ta đều vì con cái, cha mẹ nào cũng cố gắng hết mình, là vì ai? Vì con cái, vì muốn con sớm được học hành đến nơi đến chốn, học trường tốt, ăn ngon, mặc đẹp, đều là vì con cái cả. Nhưng lúc con cái của các bạn có vấn đề, lúc đó con gái của tôi đã nói ba mẹ hãy chết đi.
của cả nhà cửa đều là của con. Lúc nó nói những lời đó, chúng tôi thật sự đã nghĩ đến cái chết. Không ngờ được rằng nuôi con là để nhờ lúc về già mà đứa con lại thành ra thế này. Con có sai không? Nó sai, nhưng nó sai ở đâu? Sai ở ngay phụ huynh chúng ta. Chúng ta không hiểu giáo dục là gì, không biết cách dạy con cái, khiến cho con cái thành ra như vậy. Tôi khuyên các bậc phụ huynh ngồi ở đây, tiền chắc chắn là kiếm thế nào cũng không đủ, nên ở nhà với con cái nhiều hơn nữa, phải bỏ ra nhiều thời gian hơn nữa để dạy dỗ con cái, đừng để con xem tivi nhiều quá. Gia đình chúng tôi lúc vẫn chưa tiếp cận với văn hóa truyền thống, thực sự đã trải qua những tháng ngày đau khổ. Nếu để lâu hơn nữa thì gia đình chúng tôi cuối cùng cũng sẽ tan nát thôi, không giống như một gia đình nữa. Sau khi chúng tôi tiếp cận với văn hóa truyền thống, chúng tôi mới có hạnh phúc như ngày hôm nay. Tôi thật sự rất cảm ơn văn hóa truyền thống, cảm ơn đệ tử Quy đã cứu cả nhà chúng tôi. Lúc cháu nghe xong buổi luận đàm đó, cháu nghe thầy Ngưu nói, lúc chúng ta vừa sinh ra đã uống sữa mẹ. Dòng sữa đó được tạo ra bởi máu của mẹ. Lúc đó cháu rất xúc động và cảm động. Cháu nghĩ, từ lúc còn nhỏ đã uống máu của mẹ để lớn lên. Hồi nhỏ lương thiện như thế, lớn lên lại trở nên độc ác, trở thành một đứa con chơi bời lêu lỏng. Cháu cảm thấy rất có lỗi với bố mẹ của cháu. Cháu cảm thấy mình là một tội nhân. Bắt đầu từ hôm đó, cháu nghĩ rằng bố mẹ không phải là kẻ thù của chúng cháu. Họ chính là bầu trời của chúng cháu. Nếu như không có bầu trời, cuộc sống không có bầu trời, không có nguồn sống, thì những cây non chúng ta, dù cành lá xum xuê đến đâu, cũng sẽ có ngày tàn úa. Cháu quan sát lúc cháu cúi lại, đầu tóc của bố cháu đã nhiều tóc bạc rồi. Bố chỉ mới 50 tuổi thôi. Cháu biết đều vì cháu mà ra cả. Cháu đã làm bố buồn lòng 16 năm. Vì vậy các bạn đừng làm cho ba mẹ của mình buồn lòng nữa. Các bạn làm như vậy là sai rồi. Tôi đã đi qua con đường đó rồi. Cầu mong các bạn đừng đi theo vết xe đổ của tôi. Chỉ khi các bạn hiếu thuận thì bố mẹ các bạn mới có thể mạnh khỏe trường thọ, mới có thể ở bên cạnh chúng ta được lâu hơn, được dài hơn. Cầu mong các bạn đừng như tôi. Chúng tôi cũng hy vọng nhân cơ hội này, tất cả những người con khi xem được đĩa CD này có thể nghe được lời sám hối của một đứa con 16 tuổi. Vẫn còn kịp, nếu thật sự sẽ có một ngày các bạn làm bố mẹ mình tức chết, thì dù bạn đã hiểu ra con muốn hiếu thuận với bố mẹ, thì bố mẹ đã không còn trên cõi đời nữa rồi. Bạn chỉ có thể nhìn hình ảnh mà rơi lệ, đau khổ lắm. Vì vậy, chúng ta hãy sớm học văn hóa truyền thống, học đạo đức luân lý, học làm người, thì cuộc đời chúng ta mới có thể hạnh phúc được. Chúng ta hãy cảm ơn gia đình này, cũng chúc phúc cho họ. Cảm ơn. Sách nhảm nhí chẳng nên xem, hại thông minh hư tâm trí. Học tốt đệ tử Quy làm người tốt. Gần đây trên mạng xuất hiện một cậu bé 6 tuổi, cậu bé rất thân thượng Ngô Khắc Quần, hát theo Ngô Khắc Quần, còn làm theo những động tác của ngôi sao này trong MV đấm tay đấm ngực. Điệu nhảy và lời bài hát của cậu bé đang thể hiện có quen thuộc không? Động tác lấy tay đánh vào ngực trong MV của Ngô Khắc Quần không ngờ là đã được cậu bé học theo. Các bạn nhìn xem, cậu bé 6 tuổi rất chăm chú, miệng hát, tay chân thì múa theo, còn biểu hiện rất đau khổ. Dùng tay đánh rất mạnh vào đầu, đúng là làm y hệt thần tượng, cực kỳ đáng yêu. Trong MV Ngô Khắc Quần tức giận đánh mạnh vào tường thì cậu bé 6 tuổi này cũng làm theo bằng cách đánh mạnh vào tủ quần áo. Cậu em trai ngồi bên chăm chú theo dõi anh mình. Đúng là lợi hại mà. Ngay cả biểu cảm nhăn nhó, cậu bé cũng làm theo, nhưng cảnh bắt chước giống nhất vẫn là cảnh này. Hãy cứu lấy con của bạn. Ca sĩ biểu diễn cuồng nhiệt, đứa bé gái 5 tuổi bắt chước cuồng nhiệt. Một thầy giáo trung học ở nông thôn đã cải biên điệu nhảy vào giờ giải lao dựa theo sở thích và cảm hứng của học sinh rất nổi tiếng trên mạng.
TV đã làm hại con chúng tôi. Tin rằng nếu sau này chương trình truyền hình không thay đổi, sẽ làm hư hại thế hệ con cái của chúng ta sau này. Lúc 4 tuổi đã bắt đầu thích trang điểm, thích làm điệu, chỉ muốn mặc những bộ quần áo đẹp. Lúc đó cứ mỗi lần mua quần áo cho nó, nếu mà nó không thích bộ nào thì dù đã mua về rồi nó cũng không chịu mặc. Lúc đó còn nhỏ, rất nhiều quần áo mới chúng tôi mua về nó không mặc. Lúc 5 tuổi nó rất thích xem bộ phim truyền hình Hoàng Châu Cách Cách, cả phim Tình Thâm Thâm Vũ Mông Mông, cả phim truyền hình Đài Loan, phim tình cảm, nó đều rất là thích. Sau khi lên cấp 2 thì rất thích trang điểm. Đều mê phim truyền hình à? Đều là những fan hâm mộ cuồng nhiệt của phim truyền hình. Cuồng nhiệt như thế nào? Xem trên TV chưa đủ, còn ra ngoài quán internet để xem phim trên mạng. Vì phim ở trên mạng không có quảng cáo nên xem hấp dẫn hơn nhiều. Thì các cháu trang điểm, hành động, cử chỉ, lời nói, đa số đều là học được ở trên TV, phải không? Đa số là như vậy ạ. Vì trong những phim thần tượng, khi họ đi học đều trang điểm gian mặt rất đẹp. Các bạn học ở trong trường cũng đều hóa trang. Cũng đều học theo à? Vâng ạ, nên cháu cảm thấy lâu dần thành quen, thế như vậy là không có gì sai. Như vậy là rất bình thường sao? Đúng thế, rất bình thường, rất phổ biến nên cháu cũng học theo. Thà là không ăn cơm, chứ không thể không trang điểm. Để chúng tôi hỏi cháu nha, TV quan trọng với cháu đến mức nào? Lúc lên lớp cháu suy nghĩ những gì? Những bộ phim truyền hình đó thậm chí còn quan trọng hơn cả bố mẹ cháu. Cháu đã từng nhiều lần trốn học ở trường vì xem phim truyền hình. Tan học là cháu chạy nhanh về nhà để mở TV xem phim, bất kể bố mẹ có nói hay làm gì. Lúc lên lớp, cháu cũng nghĩ đến các tình tiết trong phim truyền hình à? Vâng, thường suy nghĩ đến nó, hầu như không nghe thầy cô giảng một phút nào hết. Trong đầu chỉ toàn là các tình tiết của phim truyền hình. Các tình tiết phim đã rất hấp dẫn cháu phải không? Hấp dẫn lắm ạ. Không xem được tập nào là giống như bị uống thuốc độc vậy. Phát điên luôn. Bị trúng thuốc độc? Những điều mà chúng ta nghe được là sự thật. TV đã làm hại con của chúng tôi. Tôi tin rằng trong tương lai, nếu chương trình truyền hình không thay đổi, sẽ làm hỏng cả một thế hệ con cái sau này của chúng ta. Hãy cứu con mình. Bố, mẹ, con đã sai rồi, con xin nhận tội. Trước đây, con đại nghịch bất đạo, không bằng cả loài cầm thú. Con về con biết quỳ xuống để bú mẹ. Còn con thì lại không biết gì, đã gây ra rất nhiều chuyện mà con người không nên làm. Bố, mẹ, con sai rồi, con xin lỗi. Con cúi lại bố mẹ, con sẽ thay đổi. Con nhận tội, con xin lỗi, con xin lỗi. Con xin lỗi. Chúng tôi đã đảo lộn trật tự này, đảo lộn luân thường đạo lý. Vì vậy, sau khi đảo lộn, lúc tác dụng ngược của nó xuất hiện, thì gia đình chúng tôi chỉ toàn giông bão, không sống nổi. Cho nên, vì vậy bây giờ đã biết bản thân phạm sai lầm, tôi cũng đã rất hối hận. Sao tôi lại không sớm biết là có đệ tử quy chứ, dùng đệ tử quy để dạy dỗ con cái. Tôi không ngờ được rằng, chúng tôi yêu thương nó theo cách này, đã khiến nó trở nên đối xử với chúng tôi như vậy. Nó không hề nhớ đến những điều tốt đẹp mà chúng tôi đã làm cho nó, nhưng lại nhớ kỹ những lúc chúng tôi không tốt với nó. Nó đáp trả cho chúng tôi chỉ toàn là những lời nói cay độc, không ngừng làm tổn thương chúng tôi. Điều này là do ai mà ra? Đó là do chính chúng tôi dạy nó ra như thế. Tôi không biết cách dạy con, cho nên đã khiến con mình trở thành như vậy. Uống rượu, đánh nhau, uống rượu ở trường, đã chuyển đến 6 trường mà vẫn chưa hoàn thành chương trình phổ thông.
Một người làm mẹ như tôi thực sự đã phạm sai lầm. Sau khi học Đại Tử Quy, tôi mới hiểu rằng tôi cưng chiều nó như thế là một tình yêu sai lầm, là sự yêu thương không đúng cách sẽ làm hại đến con. Nó còn rất vô tình, vô nghĩa với cha mẹ. Có hôm tôi vừa đi làm về, sau khi hạt giống yêu thương không đúng cách được gieo xuống, lúc tác dụng ngược của nó đến, thì nó có thể dìm chết những bậc làm cha làm mẹ ngay lập tức. Hạt giống này chỉ cần gieo hạt thì sẽ rất lợi hại. Các bạn xem đi, hôm đó lúc tôi vừa đi làm về rất mệt mỏi, bệnh tim lại tái phát. Lúc đó tôi nằm trên giường. Con gái tôi sau khi đi học về thì hỏi, mẹ, tại sao không nấu cơm? Con đói rồi. Tôi nói với nó là tim của tôi bây giờ rất đau, không nấu cơm nổi. Lúc đó con gái tôi lại nói với tôi rằng, ai bảo mẹ không uống sữa, để sức khỏe ra nông nổi này. Rồi suốt ngày cứ kêu đau chỗ này, mệt chỗ kia. Những lời của nó khiến tôi rất đau lòng, quá vô tình, vô nghĩa. Nói những lời đó khác gì giết bố mẹ chứ. Bố mẹ của gia đình này thật sự rất nghèo khó, nhưng đã nhường sữa để con uống. Mẹ chỉ uống nước tráng sữa. Cuối cùng đứa con này lại chỉ tay nói mẹ rằng, ai bảo mẹ không uống sữa, để sức khỏe ra thế này. Đó đúng là đang giết chết bố mẹ của mình. Tiền của bố mẹ cháu có biết nó đến từ đâu không? Dạ, từ làm việc, nhưng cháu chưa từng nghĩ đến công việc vất vả như thế nào. Cháu cảm thấy rất thoải mái, mỗi tháng cứ đều đều có tiền. Tiền lương của bố mẹ để cho cháu tiêu, để cháu xem phim, cho cháu tiền để ăn hàng, đến quán internet. Cháu chưa từng nghĩ đến việc tiền được kiếm như thế nào, được đánh đổi từ bao nhiêu mồ hôi và nước mắt của bố mẹ. Cháu không hề biết gì sao? Cũng không ai nói cho cháu biết hết à? Không ai nói cho cháu biết, cũng chưa từng nghĩ đến. Người mẹ này kiếm tiền để nuôi cả 6-7 người không dễ dàng chút nào, mà cháu cũng không hề hay biết gì. Cháu không hề nghĩ đến, cháu chỉ nghĩ đến việc có phải đã đến hạn nộp tiền điện chưa, chứ cháu không hề suy nghĩ là bố mẹ cháu đã phải vất vả như thế nào. Cháu chỉ biết là số tiền đó cứ đến kỳ hạn là nộp tiền ga, tiền điện. Vì chuyện xem tivi, bố nó đã rất nhiều lần cắt luôn dây điện, nhưng làm như thế cũng không ngăn cản được con gái chúng tôi. Có một lần sau khi bố nó cắt dây điện và cũng cắt luôn nguồn điện, nó về nhà là tự mình nối lại nguồn điện. Lúc đó nó cũng không biết, nó cũng có học môn vật lý. Sau khi nó nối lại nguồn điện và lấy ổ cắm để cắm vào thì bị xẹt lửa. Nó cũng suýt nữa bị điện giật. Vì vậy chúng tôi cũng sợ con mình sẽ xảy ra chuyện gì nên đã sửa lại dây điện bình thường. Trước đây yêu thương cưng chiều nó như thế, nó muốn cái gì là chúng tôi mua cho nó cái đó. Đến khi nó lớn lên lại đòi chúng tôi mua điện thoại di động. Tôi nói với nó là con đang học trung học, dùng điện thoại di động thì không có tác dụng gì cả. Đi học cũng không cần thứ đó, sẽ làm ảnh hưởng đến việc học tập của con. Khi chúng tôi không chịu mua cho nó thì nó mắng chửi chúng tôi và rất căm hận chúng tôi. Rồi nói với chúng tôi là bố mẹ chết sớm đi. Sau khi bố mẹ chết, con sẽ được ở một mình trong căn nhà này. Con không cần bố mẹ quản lý. Nó còn ép chúng tôi hoặc là bố mẹ phải cho con 300 đồng để con ra ngoài thuê nhà ở. Hoặc là bố mẹ cuốn gói ra ngoài ở. Ra ngoài thuê nhà mà ở. Lúc nghe nó nói như vậy, tôi rất là buồn. Tôi đã khóc với chồng tôi. Tôi nói tôi phải ở đâu đây? Lúc đó đơn vị tôi cũng có ký túc xá, nhưng mà tôi không đến đó ở được. Tôi đi rồi, thì một đứa con gái 16-17 tuổi ở nhà một mình, trong nhà, tôi có thể yên tâm được sao? Nó gây ra những việc như thế nào nữa? Đứa con này đã khiến cho chúng tôi, khiến cho gia đình chúng tôi thất điên bát đảo. Những ngày tháng đó thực sự là rất khó sống nổi. Thưa quý vị khán giả, các vị có thể nhìn thấy trên màn hình, cũng có thể nhìn lên sân khấu. Cô gái trẻ này mặt mũi thanh tú và trầm lặng. Sẽ có khán giả nói, cô bé này có thể làm ra được những gì như thế sao? Nói cho quý vị biết, đứa trẻ ngoan ngoãn thế nào, có thanh tú đẹp đẽ thế nào, có trầm lặng điềm tĩnh như thế nào, mà chúng ta dùng phương pháp giáo dục đi ngược lại với luân lý.
thì đều có thể dạy nó trở thành một ác quỷ thôi. Thế nên vì sao thiên thần lại trở thành ác quỷ? Vì cách giáo dục của bạn đi ngược với đạo lý làm người, chỉ đơn giản như vậy thôi. Đúng vậy, đứa trẻ có ngoan thế nào cũng có thể giết người. Vì sao vậy? Nó muốn tự do, nó muốn dân chủ, nó muốn bình đẳng, nó muốn đuổi bố mẹ ra ngoài. Ba mẹ chết sớm đi, nó mới mấy tuổi chứ? 13 tuổi. 13 tuổi đã mong bố mẹ chết sớm. Các vị khán giả à, chẳng lẽ đây là cuộc sống mà chúng ta lựa chọn sao? Chẳng lẽ đây là cuộc sống của một gia đình bình thường sao? Nó từ đầu đến, vừa rồi chúng ta đã nghe rất rõ ràng, minh bạch rồi. Bố mẹ cực lực phản đối cháu, chỉ vì muốn tốt cho cháu, không cho cháu xem TV, nhưng cháu đều không nghe. Thì ai mới có thể nói chuyện được với cháu? Ai cho cháu xem TV thì cháu sẽ theo người đó à? Lúc đó cháu như bị uống thuốc mê vậy, giống như bị tâm thần. Giống như bị tâm thần à? Không phân biệt được ai là người tốt, ai là người xấu. Tìm được người bạn trên mạng đó thì nhất định là sống chung với anh ta, cùng xem TV, cùng làm việc, cùng sống với nhau. Cháu nói chậm một chút. Lúc đó cháu 15 tuổi. Dạ lúc đó cháu 15 tuổi. 15 tuổi đã lấy tiền à? Vâng. Đến một thành phố khác tìm một người xa lạ chưa từng gặp mặt. Vâng, chuẩn bị để cùng anh ta xem phim truyền hình, sống cùng với anh ta. Định chung sống với anh ta sao? Vâng, để cùng nhau xem phim. Cháu chưa từng nghĩ rằng bố mẹ mới là người luôn tốt với cháu. Để chú hỏi cháu một câu nha. Bố mẹ cháu đều lo lắng đến phát điên vì tìm không ra cháu. Cháu có từng nghĩ là bố mẹ lo lắng như thế nào không? Lúc đó cháu không hề nghĩ đến việc bố mẹ có lo lắng cho cháu hay không. Cháu chỉ cảm thấy rằng bố mẹ có hay không có cháu cũng chẳng sao cả. Không có cháu thì họ có thể sinh thêm một đứa con gái khác, cũng yêu thương nó như thế. Cháu cảm thấy bố mẹ không quan tâm gì đến cháu. Chúng ta đã nghe rồi đó. Cô con gái này đã nói, tôi đi là vì của tôi, mặc kệ bố mẹ, họ cứ sinh thêm đứa khác là được. Cô bé vừa nói thì bố mẹ có thể sinh thêm một đứa con khác. Quý vị khán giả, gia đình chúng ta có đứa con súc sinh như thế hay không? Chúng ta phải xem lại mình, cách dạy dỗ con cái của chúng ta có giống ông bố bà mẹ này không? Những khán giả ngoài trước màn hình à, nếu có thì quý vị thật sự phải xem lại, nó sẽ lấy mạng của quý vị. Quý vị có nhiều tiền tài hơn nữa thì cũng không có tác dụng gì, thật sự không có tác dụng. Nỗi đau đó sẽ đến tìm quý vị thôi. Vì sao vậy? Vì quý vị thách thức quy luật, quý vị thách thức với quy luật tự nhiên, thách thức luân thường đạo lý, thì quy luật tự nhiên sẽ xử phạt quý vị. Sau khi học văn hóa truyền thống, tôi đã hiểu rõ đạo lý này. Tức là bố mẹ dạy thì phải nghe lời, bố mẹ mắng thì phải sửa đổi. Lúc đó khi bố chồng tôi đối xử với tôi như thế, nhưng tôi không biết nghe lời ông, còn tạo ra mâu thuẫn gay gắt giữa chúng tôi nữa. Những điều đó con gái tôi đều chứng kiến. Sau khi con gái tôi nhìn thấy thế, thì nó cũng đã học theo như vậy, nên đến lúc nó trưởng thành, cũng cãi lại, cũng đối đầu với tôi giống y như thế. Trong Đệ Tử Quy có nói, thân hữu quá, gián sử canh, di ngô sắc, nhu ngô thanh. Tức là nếu bố mẹ có làm gì sai, thì phận làm con cái chúng ta nên kiên nhẫn khuyên bảo. Phải dùng thái độ hòa nhã, phải nhẹ nhàng nói chuyện với bố mẹ. Lúc đó tôi chưa được học Đệ Tử Quy, vì vậy tôi đã trực tiếp đối đầu với bố mẹ. Tật xấu này đều bị con gái tôi học hỏi theo. Cho nên tôi rất hối hận. Sau khi tôi học xong văn hóa truyền thống, tôi đã quỳ trước mặt bố chồng. Tôi nói, bố ơi, đứa con dâu này đã có lỗi với bố. Bao nhiêu năm nay đã cãi lời bố rất nhiều. Lúc tôi quỳ xuống trước mặt bố, mắt bố tôi đã nhòa lệ. Bố chồng tôi cũng nói là bố sai rồi. Bố cũng chưa từng học Đệ Tử Quy. Những người lớn cũng nên học Đệ Tử Quy. Những người như thế hệ chúng tôi cũng nên học Đệ Tử Quy. Những thế hệ sau này càng phải cần học Đệ Tử Quy mới đúng. Con gái của tôi nói, mẹ ơi, con đã hoàn toàn sai rồi. Con đã bị TV hủy hoại rồi. Con sẽ không xem TV nữa đâu. Mẹ hãy cho con đi làm tình nguyện viên. Sau đó chúng tôi đã tìm đến thầy Trần. Và cả nhà tôi đã được cứu sống rồi. Lúc nào cháu cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình. Cháu không hề quan tâm là mẹ có bị lạnh không, có bị đói không. Cháu chỉ cần biết mình có đủ mặc không, có lạnh không, quần áo có đẹp không, ăn có ngon không. Cháu rất ích kỷ, không hề nghĩ cho ai bao giờ. Chuyện gì cũng là nghĩ đến mình trước tiên.
Cháu hoàn toàn không biết đến khái niệm của hai chữ hiếu thuận. Vâng, lúc đó cháu dù là đi học, đi xe hay ăn uống thì cháu phải là người đầu tiên. Bố mẹ phải chăm lo cho cháu. Vì cháu cảm thấy từ nhỏ đến lớn thì quần áo hay ăn uống gì cháu cũng đều được phần ngon nhất. Ông bà nội cũng rất cưng chiều cháu. Cả nhà cũng chỉ có một mình cháu là con gái, còn lại đều là cháu trai. Vì vậy cái gì cũng ưu tiên cho cháu hết. Cháu đã từng nghĩ sẽ làm gì cho bố mẹ mình chưa? Cháu chưa từng nghĩ đến việc đó. Cháu chỉ nghĩ đến việc bố mẹ đã từng làm gì cho cháu. Cháu cần gì thì bố mẹ sẽ đáp ứng cho cháu. Ví dụ như nếu họ không đáp ứng cho cháu thì sao? Thì cháu sẽ cãi lại bố mẹ, sẽ đá thúng đụng nia. Nghiêm trọng hơn nữa thì cháu sẽ đến quán internet, đi suốt ngày đêm không về nhà. Cháu sẽ làm cho bố mẹ tức giận và lo lắng. Còn đi quán bar, quán karaoke, đến những nơi ăn chơi nhảy múa, nói những lời khó nghe, rồi cháu còn thảo luận với bạn bè nữa. Sau khi về nhà còn thử nghiệm cách đó làm có được hay không, có lừa được bố mẹ không, có qua mặt được bố mẹ không. Có lúc cháu cũng không thèm lừa bố mẹ nữa, cháu không bắt máy điện thoại, không trả lời tin nhắn, cứ thế mà đi thôi, đi mấy ngày mấy đêm không về nhà. Sau đó bố mẹ tìm đến tận trường học, hoặc là đi báo cảnh sát luôn vì quá lo lắng, thì tụi cháu cũng mặc kệ, giống y như loài động vật máu lạnh vậy, không hề có chút tình cảm nào. Đến 6 giờ chiều thì con gái của tôi nói với tôi rằng, mẹ ơi, con đã sai thật rồi. Con là một đứa con gái hư. Con xin lỗi mẹ, con muốn làm tình nguyện viên, con muốn thay đổi. Bố, mẹ, con là đứa có tội. Con đã từng đại nghịch bất đạo, không nghe lời bố mẹ, không chăm lo học hành. Con phản nghịch nổi loạn, cãi lời. Đã 16 năm nay, con đã làm cho bố mẹ phải lo lắng và khổ sở. Con xin lỗi bố mẹ. Hôm nay nhân cơ hội này, con hứa bắt đầu từ hôm nay con sẽ học đệ tử quy, bắt đầu trở thành một đứa con hoàn toàn khác. Con cũng xin thề sẽ không bao giờ coi tivi nữa, con sẽ cắt đứt hoàn toàn với ác nghiệp này. Con sẽ nghe lời bố mẹ là một đứa con ngoan, mong bố mẹ cho con một cơ hội. Con sẽ không xem tivi nữa, con sẽ không bao giờ xem nữa. Hai chữ hiếu thuận không hề tồn tại trong cháu. Cháu chưa từng biết nói có ý nghĩa gì. Không biết hiếu thuận có nghĩa là gì sao? Dạ, nó chỉ là một danh từ, không có quan hệ gì đến cháu cả. Chỉ là một danh từ, không có quan hệ gì cả, thì cháu có quan hệ gì với bố mẹ mình? Nghe không hay lắm, nhưng cháu đã xem bố mẹ mình như là bảo mẫu. Bố mẹ suốt ngày chăm lo cho cháu, nhưng trong lòng cháu không hề có bố mẹ. Có lúc đi học thì làm theo. Vì trong phim thần tượng có rất nhiều nữ sinh xinh đẹp, và khi lên lớp thì cãi lời thầy cô, có khi còn lấy phấn chọi thầy cô. Cho nên học theo những bộ phim truyền hình đó. Trong phim truyền hình vậy cầm phấn ném thầy cô mà cháu cũng học theo à? Chúng cháu học theo, còn lấy cả vẽ lau bảng chà lên bàn giáo viên, có lúc còn lấy keo dán, keo 502 bôi lên ghế của thầy cô, để thầy cô mà ngồi vào thì không đứng dậy được. Chúng cháu thường xuyên chọc ghẹo thầy cô chảy mất dép hoặc khóc. Hôm đó lúc tôi đang làm việc thì trường học gọi điện tới nói là con tôi uống rượu trong trường, phụ huynh hãy nhanh chóng đến đem con về. Uống rượu ở trường sao? Đúng thế, lúc đó nó đã uống say rồi. Sau khi đưa nó về tôi cũng không dám nói với ba nó, tôi sợ bố nó sẽ đánh nó. Ngày hôm sau tôi mới nói cho bố nó biết. Lần đó bố của nó thật sự rất tức giận nên đã đánh nó thật. Thế là buổi tối nó đã bỏ đi. Tôi không ngăn cản được nó. Nó đã đi đâu? Nó đến ga phía Bắc Thạch Gia Trang. Lúc đó đã hơn 12 giờ đêm rồi. Lúc gần 1 giờ sáng thì bị cảnh sát 110 bắt về và gọi điện thoại cho chúng tôi, bảo chúng tôi đến nhận con. Sau khi về nhà thì nó lại càng nổi loạn hơn nữa, càng không nghe lời chúng tôi. Sau đó chúng tôi đã nhốt nó trong phòng, không cho nó ra ngoài nữa. Nhưng sau khi chúng tôi đi ngủ thì nó ăn trộm chìa khóa của chúng tôi mở cửa rồi lại chạy đến quán internet. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn ban tổ chức.
Cũng xin cảm ơn tất cả các thầy cô giáo tình nguyện, bởi vì lúc tôi đến đây đã bị ốm. Nhưng bác sĩ và y tá đã giúp đỡ tôi rất nhiều, cho nên hôm nay tôi mới có thể ngồi ở sân khấu này, mới có thể kể hết câu chuyện của gia đình chúng tôi cho mọi người nghe. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các giáo viên tình nguyện. Cảm ơn mọi người.